Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn những con giã tiên khác cũng lần lượt ra tay, cố tranh thủ trước khi thường nhị lang quay lại, ngăn cản kiếm của tôi. Đáng tiếc thất sát kiếm của tôi chưa từng có việc đi không về, không thể xuất kiếm vô hối, những gì làm được chính là thẳng tiến về phía trước. Tốc độ của tôi trên không trung đã đạt tới cực hạn, sát tâm và chân khí trong huyền quan dung hợp, nhanh chóng phát ra kiếm khí mang khí thế hào hùng. Kiếm khí ngang ngược không gì so sánh bằng, khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản. Ngay khi thường nhị lang sắp quay vào trong phạm vi công kích của giã tiên, kiếm khí chảm sát phía trên cách chỗ hiểm của hắn bảy tấc. Lúc tiếng thét thảm thiết tận trời đất của thường nhị lang vang xa, bảy vạn đại quân cũng ngay thời khắc này mất tập trung. Chính tại lúc đó, đao chân yêu của Thủy Họa đem khí thức tiên thiên canh kim đã ngưng tụ nhiều giờ liền hoàn toàn phóng ra bên ngoài, một đao cắt ngang không khí chém tới chỗ liễu như thị. Liễu như thị đang đứng trong trận địa tam quân, bên cạnh có hàng loạt cao thủ giã tiên bảo hộ, cho dù đao ý của Thủy Hỏa cuồn cuộn như Thủy Triều, cũng không giết chết được à huống hồ liễu như thị là kẻ nhạy bén nhất cảm nhận được sát ý của thủy họa phút chốc liền hóa thành một con thanh xà nhảy phóng lên không trung hoàn hảo tránh một đao tập kích của thủy họa chẳng qua à có thể tránh được mấy trăm dã tiên đứng hai bên phía trước lại không có phản ứng nhanh nhạy đến vậy ngay sau nghe thấy tiếng la hét thất thanh than khóc của thường nhị lang vang lên trong đại quân dã tiên lại thêm một màn gào thét thảm thiết thường nhị lang bị tôi dùng kiếm khí chém chúng bảy tấc mặc dù hắn có giáp phải hộ thể cũng bị kiếm khí tấn công rồi nằm liệt dưới đất không cử động được người xưa thường nói đánh rắn phải đánh bảy tắc. Bảy tắc của con rắn là nơi yếu ớt nhất trên cột xương sống của nó, nơi dễ dàng bị chém đứt nhất. Sau khi cột xương sống của rắn bị chém đứt, thông đạo nối liền dây thần kinh trung khu và những bộ phận khác trong cơ thể sẽ bị phá hoại. Mà đối với kẻ đạt đến cảnh giới hợp đạo như thường nhị lang mà nói, bảy tắc của hắn chính là nơi đặt huyền quan, cũng là nơi ẩn náu tàng khiếu của nguyên thần hắn. Điều đáng tiếc là, một kiếm này của tôi cuối cùng không thể thành công xong xuôi hết mọi việc mà chỉ phá được huyền quan của hắn, ngược lại còn để hắn thoát nguyên thần ra. Chẳng qua cũng là hắn thời vận không tốt, nguyên thần hốt hoảng chạy trốn, trực tiếp đào tẩu về hướng Liễu Như thị. Thường Liễu Nhị Tiên không tách rời nhau ra, Liễu Như thị tỏa trấn Tam Quân, Thường Nhị lang cho rằng chỉ có chỗ bên cạnh ả mới là nơi an toàn nhất. Vì thế, kết cục của hắn không cần nghĩ cũng biết. Nguyên thần chưa kịp đến gần Liễu Như thị, liền va phải đao sát phạt của tiên thiên canh kim mà Thủy Họa chém gió lao tới. Từ lúc tôi xuất kiếm tới khi Thủy Họa ra đao, tôi và cô ấy phối hợp hoàn hảo không chê vào đâu được. Đợi đến khi liễu như thị hóa thành hình người lần nữa rồi rơi xuống đất, tôi cũng đã đứng bên cạnh Thủy Họa. Đại tướng tiên phong như thường nhị lang bị tiêu diệt trong trước mắt, mà bản thân liễu như thị tuy rằng không bị thương tổn gì nhưng liên lụy đến vài trăm giã tiên chết dưới đao của Thủy Họa, trong đó còn có hai vị là đầu não của giã tiên, người có tượng thần ở đại miếu, đây còn chưa tính tới, cờ xoái tự của Liễu Như Thị đã bị đao ý chém gãy. Mở màn hoàn hảo đến cực điểm, binh lính giã tiên toát mồ hôi lạnh, sĩ khí và quyết tâm báo thủ đã ngưng kết suốt dọc đường, đã bị một đao một kiếm chém về điểm xuất phát rồi. Kiếm thứ sáu tuy rằng đã tổn hại không ít sinh cơ của tôi, nhưng mà bởi vì tôi đã đạt tới thân xác hóa thánh, nên hậu quả phản vệ đối với thân thể tôi vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Ngươi là kẻ nào, Liễu Như Thị nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi, quỷ thần minh minh, tự ý tự cường. Tôi cao giọng đáp lại, liễu nhị thị lặng người một chút, rất nhanh đã phản ứng trở lại, buột miệng kinh ngạc nói, ngươi là ma đạo tổ sư. Nói xong ả à liền hối hận rồi, bởi vì bốn chữ ma đạo tổ sư này vốn dĩ là sự tồn tại cấm kỵ. chương 236, Thiên địa Giao Trinh 2 Quả nhiên, sĩ khí vốn đã bị sút kém ngay khi nghe thấy bốn chữ ma đạo tổ sư, tiếp tục lần nữa giảm sút bảy vạn quân huy đã không còn sót lại chút gì hết. Được cái này mất cái kia, sĩ khí đại chiến của hồ tộc Thanh Khâu, hiên ngang bước ra khỏi hàng rồi đứng nghiêm. Không đợi giã tiên kịp bình tĩnh trở lại từ trạng thái hồn bay phách lạc, Thùy Hỏa đã rút đao bắt đầu sát phạt. Sau khi bảy vạn quân uy mất đi, cô ấy đã có thể ra tay mà không cần kiêng kỵ rè chừng gì nữa hết. Khiến giã tiên sừng sốt là thân phận của tôi, không phải thực lực của tôi, đợi đến lúc bọn chúng phát hiện ra tôi chẳng qua mới đạt tới tu vi huyền quan, sẽ liền bắt đầu ngưng kết chiến ý lại lần nữa. Trận chiến này, sát cơ của bọn chúng vô cùng nặng nề nếu như không thể giết chết tôi và thùy họa mà đạo tái xuất thì dù trên trời hay dưới đất đều không còn chỗ để giã tiên dung thân cuộc chiến tàn sát bắt đầu cũng như thành thải vân năm đó trên trời trăng máu treo ngược mùi máu thanh nồng nặc bay trong gió phát tán đi khắp nơi chiến lực của hồ tộc thanh khâu tuy yếu ớt nhưng mà dưới sự ban phước của quân uy từ thùy họa chiến ý của từng người đều mạnh mẽ như rồng đi theo sau lưng cô ấy tay giơ đao lên đánh xuống không hề có chút nương tình mà chém đầu người thân xác tôi đã thành thánh, chỉ cần không xuất ra kiếm thứ sáu, sinh cơ bị tiêu hao do năm kiếm trước đó có thể kiên trì rất lâu, mà giã tiên đáng để tôi xuất kiếm thứ sáu, lại bị đao ý của thủy họa làm si ngốc. Trận tàn sát vô độ rất nhanh đã khiến máu chảy thành sông. Mọi loại pháp thuật thần thông thắp sáng cả một mảng bầu trời, mà trong khu vực của đại quân giã tiên, kiếm khí tung hoành ngang dọc, đao ý sừng sững nguy nga. Chúng tôi không đủ khả năng làm tiêu hao trận chiến, chỉ có thể đập tan toàn bộ ý chí của kẻ địch ngay khi khai chiến, tuyệt đối không thể rút lui về sau nửa bước. Một khi rút lui, không chỉ toàn tộc hồ tộc Thanh Khâu bị diệt, tôi và Thùy Hỏa có chết cũng khó thoát. Nhưng mà số lượng giã tiên thực sự quá đông, dù có cho chúng tôi thêm 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết. Khí thức tiên thiên canh kim của Thùy Hỏa dùng một phần lại ít đi một phần, ngưng tụ vĩnh viễn không thể so được với tốc độ tiêu hao, mà mỗi một lần tôi xuất kiếm thì sinh cơ trong cơ thể đều trôi đi mất. Người của hồ tộc Thanh Khâu đã ngã xuống một nửa rồi, thời điểm then chốt, Lưu Phong viễn sơn tự bảo huyền quan cùng đầu não của tứ tiên đồng quy vô tận. Tự bảo huyền quan là phương thức tử vong thảm khốc nhất, nếu như tử chiến thì vẫn còn bảo lưu lại hồn phách, mà tự bảo huyền quan thì ba hồn bảy phách trực tiếp tan biến, một chút tàn hồn cũng không lưu lại. Ông ta là người đầu tiên làm, rất nhanh liền có người thứ hai. Cao thủ huyền quan của Hồ tộc Thanh Khâu lựa chọn phương thức tử vong đều thảm khốc như thế, trừ những người căn bản không kịp tự bảo huyền quan. Cảnh giới của bọn họ rất thấp cho dù phá vỡ huyền quan cũng không có quá nhiều uy lực, nhưng loại phương thức tử vong này vốn dĩ là một màn bi tráng nhất trên sa trường, cũng là một màn có thể kích động máu nóng trong lòng người nhất. Lần này dưới núi chỉ còn 5.000 hồ tộc thanh khâu, vẫn còn 8.000 chuẩn bị đánh trận chiến thủ thành, nhưng mà bây giờ do chịu ảnh hưởng từ tình thế trận chiến mà tộc nhân thể sống chết không sợ hy sinh, nên không chỉ khoảng chừng 8.000 hồ tộc thanh khâu xuống núi, đến cả phụ nữ người già trẻ em toàn bộ đều xuất thành. Tôi từ trong vô tận ngoảnh lại phía sau nhìn một cái, ngay khi tôi nhìn thấy những hồ ly còn chưa kịp mở miệng nói được tiếng người cũng xuất hiện bên sát biên giới chiến trường, huyết mạch toàn thân đều bùng cháy cả lên. Nằm trong bách thú, hồ ly trong chuỗi thức ăn có địa vị thấp kém, hồ ly trước khi hóa hình, đối diện với hổ giữ xài lang chỉ biết đứng yên run rẩy. Nhưng mà cho dù như thế, bọn chúng vẫn cứ chạy theo phía sau lưu phong xương, từng bước từng bước xông vào sâu bên trong khu vực chiến trường. Trước khi tướng sĩ hồ tộc thanh khâu tử chiến, bọn chúng sẽ không phải chịu tác động từ chiến trường mà bản thân bọn chúng cũng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào tới tình hình cuộc chiến, bởi vì bọn chúng không hề có tu vi. Nguyên nhân bọn chúng chạy tới đây chính là vì quyết tâm muốn chết cùng chúng tôi. Ba vạn hồ tộc Thanh Khâu, trừ những người đã tử chiến ra, thời khắc này toàn bộ đã nhảy vào chiến trường rồi, giống như toàn bộ dân chúng và binh sĩ của Thành Thải Vân năm đó. Ban đầu Thùy Hòa hỏi bọn họ có nguyện ý để Thành Thanh Khâu làm Thành Thải Vân thứ hai hay không, bọn họ thề sẽ cùng tồn vong với Thành Thanh Khâu, mà bây giờ bọn họ làm được rồi. Giờ phút này tôi đã bắt đầu dần dần yếu nhược, sinh cơ trôi mất quá nhiều, lực sát thương của kiếm khí rõ ràng không đủ mạnh nữa. Mà kẻ địch bên cạnh tôi không những không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Thân xác hóa thánh cũng không cản nổi từng đợt công kích dồn dập của bọn chúng, trên người tôi đã xuất hiện vô số vết thương, bắt đầu từ vết chém dỉ máu đầu tiên, rất nhanh máu chảy khắp toàn thân. Lúc này tôi vẫn có thể sử dụng một lần kiếm thứ sáu, chỉ là sau khi sử dụng xong, tôi nhất định toàn bộ sinh cơ đoạt tuyệt nhưng khi ngoảnh đầu vừa nhìn thấy hồ tộc thanh khâu đã khiến tôi hạ quyết tâm thùy họa không muốn tôi chết trước mặt cô ấy bởi vì cô ấy mang theo ký ức của phá quân cô ấy biết khi phá quân nghe nói ma đạo tổ sư đã tử chiến trong lòng vô cùng đau khổ đáng tiếc lần này tôi lại làm cô ấy thất vọng rồi nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị thiêu cháy toàn bộ sinh cơ mà tôi có làm cái giá sử dụng kiếm thứ sáu của thất sát kiếm bất thình lình nghe thấy trong vạn quân truyền đến một tiếng gào thét của thùy hỏa thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn, diệt, chương 237, nhất đao bạch đầu 1. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết do chính phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo sáng tạo ra. Nghe nói linh cảm mà phá quân dùng để sáng tạo nên tâm pháp này đến từ chính trận chiến tại thành thải vân năm đó, lại trải qua những trận chiến xuất trinh lớn nhỏ vì ma đạo mà không ngừng hoàn thiện, lúc tâm pháp hoàn thành, trời giáng mưa máu, bách quỷ giả dạ than khóc. Sau này, vị tiền bối của ma đạo đúc tạo kiếm vô danh cho ma đạo tổ sư, dựa theo đao ý của phá quân rèn ra đao lưỡng đoạn. Khi đao được lấy ra khỏi lò, mà đạo tổ sư cắn đầu lưỡi lấy tinh huyết đầu tim trấn áp sát khí trên thân đao. Tiếp theo đó, do chính tay ông ta giao lại cho phá quân, khi đó ông ta còn nói một câu, nàng tạo ra thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết đã tác động đến sát cơ của trời đất, thật sự không nên tiếp tục sở hữu thanh đao như vậy nữa. Phá quân đáp lại, thiên địa hữu tình tận bạch phát, nhân gian vội ý liễu thương tang. Ta giết người là bởi vì lấy sát ngân cản sát, không phải giết chóc quá độ giải thích câu thiên địa hữu tình tận bạch phát nhân gian vô ý liễu thương tang nghĩa là thiên địa dù có tình cũng sẽ bị tình cảm trói buộc day dứt đến bạc đầu nhân gian khó có thể từ bỏ nỗi vương vấn của chữ tình nên mới diễn dịch ra một câu chuyện tang thương hết giải thích ma đạo tổ sư lại nói ta lấy tinh huyết đầu tìm chấn áp sát khí của thanh đao này toàn bộ những sát giới mà nàng phạm phải khi cầm đao hãy để ta gánh lấy nhân quả đi từ đó về sau phá quân tuy rằng đều vì xông ra chiến trường mà giết người vô số nhưng chưa từng giết hại người vô tội cũng không bị giết chóc làm mù mịt tâm trí bởi vì cô ấy biết nếu như mình lạm sát một người ma đạo tổ sư sẽ càng thêm một phần tội nghiệt sau khi ma đạo tổ sư tử chiến tại vực trả hồn sát khí trong đao lưỡng đoạn được giải phong ấn phá quân chưa từng sát hại bất kỳ sinh mạng vô tội nào một đao chém nước sông vong xuyên khiến nó khô cạn trăm năm mà trong trăm năm này âm ty có tới hàng vạn lệ quỷ oan hồn chạy thoát từ âm ty gây hỏa cho nhân gian một đao mà phá quân chém nước cả sông vong xuyên đó tuy rằng cảm động trời đất nhưng cũng mang tội nghiệt nặng nề vì thế cô ấy chuyển sinh chín kiếp đều là thân nữ tử cô khổ không được chết yên lành mỗi một kiếp đều không thoát khỏi sự truy sát của âm ty cuối cùng kiếp này ứng lên người thùy họa thân thế càng thêm thảm khốc tột cùng giờ phút này thùy họa gào thét lên một tiếng phát động thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết Mây đỏ trên trời cuồn cuộn kéo đến vì giết chóc, mặt đất mênh mông vô tận chỉ toàn xương trắng chất cao như Phật tháp. Tiên thiên canh kim ti trường túc sát của trời đất, khí tức tiên thiên canh kim trong đao của thủy hỏa vốn còn sót lại không nhiều, đáng lẽ tuyệt đối không thể sử dụng được thiên địa âm dương lưỡng đoạn quyết, nhưng mà sát ý tại chiến trường đã nồng đậm đến mức không thể tẩy sạch được. Không phải chỉ có canh kim là có thể diễn hóa sát ý, chính sát ý cũng có thể diễn hóa thành canh kim. Ngay lúc sát ý của thủy hỏa đạt tới đỉnh điểm, cô ấy không cần thiết phải tiếp tục lôi kéo khí thức tiên thiên canh kim giữa trời đất nữa bởi vì bản thân cô ấy đã có thể sản sinh ra tiên thiên canh kim bắt đầu quyết định sự rối loạn của nguyên khí trong thiên hạ riêng phá quân chính là nguồn gốc của canh kim chữ diệt vừa được nói ra đao trấn yêu trong tay thùy hỏa từ trong giết chóc nở rộ một đao phá tan vòng vây truy sát của chúng giã tiên xung quanh cô ấy cùng lúc đó mái tóc đen mượt của thùy hỏa biến thành màu tuyết trắng với cảnh giới hiện giờ của cô ấy không nên sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết cho dù canh kim đủ dùng cũng sẽ hao phí rất nhiều tâm lực cái gọi là tâm lực người có tinh khí thần tâm lực chính là thần của người dưỡng sinh thì dễ dàng nuôi quỷ lại khó khăn sinh cơ trôi mất đi còn có thể hồi phục thần hồn khiếm khuyết muốn hồi phục nguyên vẹn lại vô cùng gian khổ thùy họa tự mình giảm đi thần hồn để phát huy ra thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết nếu như thị gào thét một tiếng thảm thiết rồi bay ngược về phía sau phù tiên than khóc, hóa thân thành con mãnh hổ cực lớn ngũ sắc sặc sỡ, tuy rằng tiếng gầm vang lên không dứt nhưng vẫn như cũng bị đao ý của Thùy Hỏa ép phải liên tục lùi về sau. Cuối cùng là cảnh giới Thái Tiên, một đao này cho dù đã khuếch đại sát ý của Thiên Địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, nhưng sát tính không đủ, chỉ phá vỡ được vòng vây liên thủ của mấy kẻ cường đại trong Giá Tiên, không cách nào một nhát tiêu diệt hết bọn chúng. Sự khác biệt lớn nhất giữa đại quân Giá Tiên và Thành Thải Vân bị bao vây năm đó chính nằm ở chỗ bọn chúng sở hữu tâm trí hoàn chỉnh, biết tiến biết lùi, còn có được pháp thuật thần thông cao thâm. Cuộc chiến có cấp độ quy mô lớn như hôm nay, trừ phi thiên tôn đích thân lâm trận nếu không ai cũng không quyết định được thắng bại. Tôi và Thủy Họa giết chóc đến bây giờ, cũng chẳng qua mang lại vài ngàn thương vong về người cho giã tiên, mà đây cũng là cực hạn của chúng tôi rồi. Tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng thì chúng tôi làm không được, những gì chúng tôi có thể làm chính là phá tan sĩ khí của bọn chúng, làm tan dã chiến ý của chúng. Giờ khắc này, liễu như thị thân mang trọng thương, mà tâm thần của đám phù tiên tứ tiên cũng bị đau ý của Thùy hỏa dọa cho chấn kinh không giữ được bình tĩnh. Thậm chí vài con giã tiên yêu tộc thấp kém khác, phàm là tử thương do bị đau ý từ một đau vừa rồi của cô ấy ảnh hưởng đến thì con số lên tới hàng ngàn. Chiến ý của giã tiên đã bắt đầu suy yếu, nhưng mà vẫn không đủ khiến bọn chúng lui binh. Nếu như không thể tiếp tục xuất ra đường lui để đàn áp, bọn chúng rất nhanh sẽ chấn chỉnh cờ chống kéo quân trở lại. Không được lùi bước, ả à đã không còn là phá quân năm đó. Đao pháp như vậy, à không sử dụng được mấy đao đâu. Liễu như thì cắn răng nghiến lợi nói, giết, báo thù cho hồ tam thái gia, hồ tiên gia tộc theo tiếng gọi mà phụ họa theo, giết, báo thù cho thường nhị lang, giết chết phát quân, giết chết ma đạo tổ sư, không giết được bọn chúng, tương lai ma đạo tái xuất giã tiên sẽ không còn chỗ dung thân nữa. chương 238, Nhất Đao Bạch Đầu 2 Theo từng tiếng gầm thét, chiến ý của giã tiên bắt đầu ngưng kết lại lần nữa, đoàn quân vốn đã tan rã nay tập hợp lại từ đầu. Tôi bước tới bên cạnh Thủy Hỏa, cùng cô ấy kể vai sát cánh. Hồng nhan tóc bạc trắng, khiến tôi nhìn thấy mà trong lòng thương xót vô cùng. Khi chúng tôi kết hôn, cô ấy liền nói cố chấp nắm tay bên nhau tới già. Bây giờ chúng tôi đến cả một đêm phu thê còn chưa tận hưởng, tóc cô ấy đã bạc trắng cả đầu rồi. Tiếp theo đây, cứ giao cho anh. Tôi nói, anh đã ngộ ra rồi sao? Ừ, giây phút tóc em bạc trắng anh liền ngộ ra rồi tốc độ của a lê khiến tôi hiểu được không nên quy định cho kiếm của bản thân bất kỳ giá trị kỳ vọng nào sự vĩ đại của kiếm nằm ở chỗ nó bôn phóng bất kỳ tuyệt thế kiếm khách đến cây cỏ cành trúc hay viên sỏi cũng có thể dùng làm kiếm giải thích bôn phóng bất kỳ nghĩa là tùy hứng phóng khoáng không chịu bất kỳ ràng buộc nào hết giải thích bản thân thất sát kiếm vốn không thiếu sát cơ là tôi dùng sinh cơ hạn chế nó phát huy thời khắc nhìn thấy thủy họa đốt cháy linh hồn hồi nguyên khí Tôi mới hiểu được một người chỉ cần hạ quyết tâm làm một việc gì, đều sẽ không quan tâm đến cái giá phải trả là gì. Sinh cơ không tồn tại vẫn còn thần hồn, thần hồn tiêu tan vẫn sót lại ý chí, trong cờ chiêu hồn ý chí của đệ tử ma đạo sau hàng ngàn năm vẫn có thể đối kháng cùng vận mệnh vạn dân. Khi tôi lĩnh ngộ ra cái gì gọi là kiếm vô hối, tuy rằng người tôi nhìn có vẻ không hề có bất kỳ biến hóa gì hết, nhưng mà trong huyền quan của tôi đã có thêm kiếm ý sắc bén thấu tận trời. Huyền quan của mỗi người đều không giống nhau có người thì trong huyền quan là một mảnh trời băng tuyết địa, có người thì ngược lại bốn mùa như xuân. Có người thì đau thương tương tàn, có người lại mưa thuận gió hòa. Mà bây giờ bên trong huyền quan của tôi, kiếm ý sắc bén thấu tận trời hóa thành tuyết bay phấp phới, hoa tuyết huyền chuyển bay lượn khắp bầu trời. Thần tính là gió, kiếm ý là tuyết, một vòng luân chuyển trang sáng hướng về huyền quan. Ngay lúc thủy họa xuất ra một đao đó, kiếm vấn thiên trong tay tôi phát ra một âm dung phấn khởi, tựa như đã gặp được một người bằng hữu cũ thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đã hiện thế trước thời hạn mà đạo tổ sư của đời này cũng nên lấy kiếm nhập đạo rồi giờ phút này đây tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt vì sao khương tuyết dương muốn tôi vừa xuất quan liền đi tìm thùy họa rồi không chỉ là vì tránh khỏi sự truy sát của toàn cơ thượng sư cũng không chỉ vì muốn giúp thùy họa và thanh khâu hồ chiến đấu mà cô ấy biết cơ duyên tôi lấy kiếm nhập đạo nằm trên chính người thùy họa thùy họa chính là cơ duyên của tôi trận chiến tại thành thải vân đã khiến thùy họa tìm được linh cảm sau đó sáng tạo ra thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết. Mà cũng trong trận chiến đó, mà đạo tổ sư vốn vẫn luôn bị đình trệ trong việc lấy kiếm nhập đạo đã tiến được một bước quan trọng nhất, thấu hiểu cái gì gọi là xuất kiếm vô hối. Năm đó đã như thế, ngày hôm nay cũng như vậy. Kiếm thứ bảy của thất sát kiếm, tôi vẫn chưa có đặt tên, bây giờ tôi cứ gọi nó là xuất kiếm vô hối. Lấy kiếm nhập đạo, vượt qua cảnh giới nguyên thần hợp đạo viên mãn, sở hữu sức mạnh của pháp tắc đại đạo, từ nay về sau thất sát kiếm của tôi đã không còn phải chịu sinh cơ hạn chế nếu anh đã lấy kiếm nhập đạo đạo anh hợp là gì thế thùy hỏa hỏi tôi thiên dư vạn vật dư nhân nhân vô nhất vật phụng thiên quỷ thần minh minh tự ý tự lượng tôi nói có vài mệnh cách chính bản thân đã là một trong số các đại đạo đó sát phá lang tam tinh từng người đều là đạo tôi tu hành thất sát kiếm những gì hợp tất nhiên là đạo của thất sát kiếm đạo của thùy hỏa cũng là đạo của phá quân đạo của khương tuyết dương là đạo tham lang mà đạo tổ sư năm đó lấy kiếm nhập đạo hợp được cũng là đạo thất sát kiếm, chỉ là sau đó ông ta từ bỏ đạo thất sát, từ trong một lần độn khứ đích nhất tìm thấy đạo của bản thân. Giải thích độn khứ đích nhất là một sợi sinh cơ, tới từ kinh dịch, ý chỉ phàm chạy trốn mất đi một thời gian nào đó, có lỗ hồng. Khi không viên mãn liền sẽ có âm dương, có đối lập, có thời gian. Hết giải thích, hợp đạo là đại đạo vốn đã tồn tại hòa hợp giữa trời đất, cho dù đến được cảnh giới thiên tôn liền có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của pháp tác đại đạo này, cũng không thể tự xưng là đại đạo của bản thân, đại đạo của chính mình phải tìm được từ bên trong độn khứ đích nhất. Độn khứ đích nhất thỏa mãn những điều chưa biết, ai cũng không biết đại đạo nào thích hợp với bản thân nhất, cũng không biết liệu có mạnh hơn những gì mình đang có hay không. Sự suy tàn của nhân đạo vốn do đạo đức thiên tôn đã lựa chọn một con đường đại đạo yếu hơn con đường ban đầu của bản thân, tiên đạo có thể giành chiến thắng cuối cùng được quyết định bởi con đường đại đạo mà Ngọc Hoàng chọn mạnh hơn chính những gì ông ta có trước đây. Đạo của riêng ma đạo tổ sư là gì vậy? tôi hỏi chúng sinh bình đẳng đây không phải là giáo lý của ma đạo hay sao chúng sinh trong lời của ma đạo tổ sư sau này cũng đem thiên đạo tính vào trong đó thùy họa nói lòng tôi rơi vào trầm mặc và bị chấn động đến mức không thể bình tĩnh được ban đầu khương tuyết dương đã nói qua một câu đợi khi cậu hiểu được chúng sinh bình đẳng có ý nghĩa là gì sẽ liền thấu hiểu lý do vì sao ma đạo tổ sư bị thiên đạo nghi kỵ đến vậy bây giờ đích thân thùy họa đã nói cho tôi đáp án thùy họa nói nếu như không phải ma đạo tổ sư từ bỏ đạo thất sát, thì ma đạo có sát phá lang liền tam phương tứ trinh tỏa trấn vạn thế vĩnh viễn. Bởi vì thất sát vốn chính là một trong những đại đạo cường đại nhất. chương 239, mũi tên bay đến từ hướng Nam một Trong lúc tôi và Thủy Hỏa đang hỏi đáp, liễu như thị bèn chấn chỉnh lại sĩ khí của ba quân. Phong cách lần này lại thay đổi, tập thể giã tiên hiện nguyên hình là thú. Bản năng nguyên thủy bùng phát, sát khí sộc thẳng lên trời cơ thể thú có thể đem lại cho chúng sức mạnh to lớn hơn khiến chúng dũng cảm hơn đây chính là cái giá khi chúng từ bỏ thuật pháp thần thông quan trọng nhất là cả tôi và thùy họa đều hóa thánh từ cơ thể người ngoại trừ cảnh giới bán bộ thiên tôn thì ảnh hưởng của thuật pháp thần thông đối với chúng tôi rất hạn chế hơn nữa vốn dĩ giã tiên cũng không giỏi thuật pháp thần thông khó loại bỏ yêu tính muốn tiếp xúc với đại đạo thật sự rất khó nếu có cùng quy mô bảy vạn đạo binh đến đây quyết chiến kết thành trận pháp chỉ cần dựa vào lôi pháp huyến tượng không biết đã có thể giết chết tôi và thủy họa bao nhiêu lần rồi. Nhưng giã tiên cũng có cái lợi của giã tiên, cơ thể thú của chúng cực kỳ dũng mãnh, rất có lợi thế khi cận chiến, tốc độ và sức mạnh của chúng không phải thứ mà đạo binh có thể sánh bằng. Nhìn thấy tập thể giã tiên hóa thú, con nào con nấy đều mở trừng trừng đôi mắt đỏ rực như máu, lần này, chiến sĩ của hồ tộc Thanh Khâu cuối cùng cũng để lộ ra vẻ mặt nhu nhược, sợ hãi. Có một loại uy lực có tên là áp chế về chủng tộc, chính là tôn ti cao thấp được đề cập trong giáo lý của tiên đạo tuy rằng giáo lý tam giới có sự khác biệt nhưng cũng không thể nói ai đúng ai sai. Đúng là có tồn tại kiểu có nhiều loại, tốt giữ xấu bỏ, nhưng thuận theo tự nhiên mặc kệ mọi thứ cũng phù hợp với quy luật tự nhiên, so ra, trái lại là chúng sinh của ma đạo bình đẳng, có lễ nghĩa càng giống như làm việc ngược với ý trời hơn. Vạn thú gào thét, thôi thúc huy lực long trời lở đất. Khí thế sát phạt của vạn quân đã ép buộc hồ tộc Thanh Khâu phải lùi bước, cho dù tôi đã được hiếm nhập đạo, trong cơ thể vẫn còn cờ chiêu hồn cố thủ huyền quan nhưng vẫn không dẹp yên được phần quân uy này. Đúng lúc này, Thùy Họa lại rút đao cắm xuống đất, quy tắc đại đạo ngự xử phá quân, quân uy bùng nổ chống lại đại quân giã tiên. Lần đối đầu này của cô ấy lại càng gian khổ, một chân quỳ trên mặt đất, tuy rằng vẫn giữ vững được cơ thể nhưng hai vai vẫn khẽ run, một chút máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Tạ Lan, rút kiếm đi, Thùy Họa nói, được, có Thùy Họa giúp tôi ngăn sự sát phạt của quân uy, Kiếm ý của tôi không còn phải chịu ảnh hưởng nữa. Trong thời khắc vạn thú lao lên như chiều dâng, tôi đắm chìm trong kiếm ý của thất sát kiếm, không chút tạp niệm. Anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, bích huyết chiến hồn, khỉ viết vô y. Từng chiêu thức như nước chảy mây trôi, kiếm tâm sáng rực không vết sước, không nhuộm một chút tạp niệm nào. Thất sát kiếm có thể xuất theo từng chiêu đơn, cũng có thể không ngừng tích lũy kiếm ý, ngừng tụ huy lực của bảy kiếm vào một kiếm. Hậu hội vô kỳ, tử đắc kỳ sở, cuối cùng sáu kiếm đầu trong thất sát kiếm đã dùng hết, mà đại quân giã tiên cũng đã cận kề, thì đúng lúc này, kiếm thứ bảy, xuất kiếm vô hối cũng được sử dụng. Tương truyền, trong thời kỳ đỉnh cao của ma đạo tổ sư, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, hàn quang một kiếm quét hết mười chính châu, một kiếm này của tôi chẳng là gì so với ngài ấy. Tuy nhiên vẫn như sấm dậy làm chấn động trời đất, thắp sáng cả vùng chiến trường. Có uy lực hơn rất nhiều so với âm dương quyết thiên địa giao tranh mà ban nãy thủy Hỏa phải đốt thần hồn để thi triển ra, bởi cô ấy chịu sự trói buộc của cảnh giới nhưng tôi thì khác tuy rằng sau khi tôi dùng kiếm nhập đạo cũng ở cảnh giới hợp đạo nhưng thất sát kiếm là bản thân tôi tự lĩnh mộ được chỉ cần có thể thi triển ra là có đủ hình thần kiếm xuất ra như rồng kiếm ý giạt rào như biển kiếm ý trực tiếp tạo ra một vùng kiếm khí ở trước mặt tôi dã tiên sông vào khu vực này đều lần lượt bị kiếm khí lăng trì những con có thực lực mạnh vẫn có thể rút lui còn những con yếu ớt lập tức tan xương nát thịt kiếm này chém giết bảy thủ lĩnh của dã tiên dã tiên yêu tộc bị kiếm khí đánh chúng lên đến cả vạn sau hồ tam thái gia thường nhị lang dã tiên lại có một cao thủ chết dưới kiếm của tôi phù tiên chết trận phù tiên là hổ mộ đạo hổ là vua của bách thú cái chết của hắn có ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ đại quân dã tiên đã hóa thú nhưng nếu như thị không hề có ý định từ bỏ không phải dã tiên phát điên rồi mà là chúng không còn lựa chọn nào khác từ lúc tôi hiện ra thân phận ma đạo tổ sư chúng chỉ có thể lựa chọn quyết chiến đến cùng, bởi vì nếu tôi không chết thì lúc ma đạo tái xuất chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận giã tiên trong thiên hạ, lập lại yêu tộc. Đại minh không xích động, tịch liêu văn uyên, vô cực chi cực, hư diễu nguyên chân, u huyền thủy dịch, hồ diễn tiên thiên ngũ thái, vạn yêu tông nguyên, chúng diệu chi môn, đạo xưng yêu hoàng thần mẫu, liễu như thị đọc khẩu quyết nữ oa nương nương, muốn chấn chỉnh lại quân uy, phát động đợt tấn công thứ hai chương 240, mũi tên bay đến từ hướng Nam 2. Sở dĩ giã tiên có thể tự xưng một phái là do ban đầu có nữ oa ra mặt đặt tên, lúc này chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của giã tiên, giã tiên bắt đầu rút lấy sức mạnh tín ngưỡng trong yêu hoàng bản tôn. Từ câu thần chú của cô ta, tôi phát giác thấy dường như đất trời đang xảy ra thay đổi gì đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu trăng máu trời sinh đã đậm hơn rồi, mà ở nơi sâu thẳm của vũ trụ hồng hoang xa xôi dường như có một đôi mắt lạnh nhạt có thể nhìn thấu trời đất đang nhìn về không gian phía bên này. Lẽ nào nữ oa vốn chẳng bao giờ quan tâm đến yêu tộc nay lại dâng trào tâm huyết muốn nhúng tay vào chuyện nhân gian sao? Nếu thật sự là vậy, chắc chắn hôm nay tôi và Thùy Hỏa sẽ phải chết. Nữ oa bản tôn vốn không cần ra tay, chỉ cần hồi đáp thần niệm trong lòng giã tiên là có thể khiến sự dũng cảm của chúng tăng vọt, không sợ sống chết nữa. Ta phụng lệnh yêu hoàng, cuối cùng, Liễn Như cũng niệm đến phần kết. Trực giác mách bảo tôi, một khi cô ta niệm xong, thần niệm của nữ oa sẽ truyền đến đây. Sắc, một tiếng sắc lệnh truyền đến từ chân trời phương đông xa xôi, mạnh mẽ vô cùng, thần uy sâu xa khó dò làm dao động cả vùng trời đất. Cùng lúc đó, ở nơi mà tôi không biết, mọi kẻ mạnh ở nhân đạo, tiên đạo và âm ti đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao rộng. Còn ở thiên giới, có không biết bao nhiêu đôi mắt của thần minh đang dò xét vào vùng đất hàn hoang họ cảm nhận được thần niệm của nữ oa đồng thời cũng cảm nhận được tiếng sắc là do ai phát ra. Nghĩ đến đây, tôi và Thùy Họa nhìn nhau, nước mắt chảy đầy mặt. Sau lưu phong thiên tôn của đàm cửu long, mà đạo tôi lại có thêm một thiên tôn nữa. Hách liên chết ở miêu cương, vô cực thiên tôn chết ở long tộc Hải Nam, lưu phong thiên tôn chết trong tay thiên đạo. Mà đạo tôi chỉ còn lại hai thiên tôn cuối cùng còn tại thế, lúc này tôi không muốn đọc đến tên húy của họ nữa. Nếu ma đạo lại có thiên tôn phải chết, chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được sự đau khổ này. Liễu như thị, sao ngươi phải vậy? Cho dù ngươi không đọc khẩu quyết nữ oa, chỉ đợi vùng kiếm khí của ta biến mất là các ngươi có thể phát động đợt tấn công thứ hai. Kiếm thứ bảy của tôi chỉ có thể dùng một lần, sức mạnh của quy luật thất sát, với cảnh giới hiện giờ của tôi, chỉ có thể kiểm soát được uy lực của một kiếm. Sau khi dùng kiếm nhập đạo, sau kiếm đầu tôi có thể thi triển một cách tùy ý, chỉ có kiếm thứ bảy là không thể. Kiếm thứ bảy làm tiêu hao quá nhiều sức mạnh, vượt xa so với sức mạnh tôi có thể hấp thu từ đạo thất sát trong khoảng thời gian ngắn tôi không cách nào ngưng tụ được kiếm thứ hai tiếc là liễu như thị không hề hay biết cho nên cô ta mới niệm khẩu quyết của nữ oa nữ oa xuất thần niệm thiên tôn của ma đạo tôi há sẽ lại cho cô ta toại nguyện một chữ sắc đã cắt ngang câu kết khẩu quyết của liễu như thị giây lát sau chân trời phía đông bỗng ửng đỏ đỏ trói mắt vào lúc này thần đình của tôi truyền đến một luồng chấn động bất thường cờ chiêu hồn hóa thành một luồng khí đen lao thẳng về phía chân trời phía đông thời khắc này không có ai cử động tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào vùng trời phía đông ấy rất lâu sau màu đỏ rực ở chân trời phía đông mới tan đi cờ chiêu hồn trở về thần đình của tôi đặt ở huyền quan tôi vội vàng phân chia thần thức ra để kiểm tra may mà trên cờ chiêu hồn không ghi lại tên của thiên tôn nào sao rồi thùy họa hỏi thiên tôn vẫn còn tôi nói theo lý sẽ là vậy nữ hoa động thần niệm trước sau đó ma đạo gia mới động, nếu thiên đạo lấy lý do thời đại mạt Pháp mà diệt ma đạo thiên tôn ta thì nữ hoa cũng sẽ bị tiêu diệt cùng lúc. Lúc thái cổ ma thần và thiên đạo tranh đấu với nhau, nữ hoa đã giúp thiên đạo không ít, đương nhiên sẽ không muốn nữ hoa bị tiêu diệt cùng. Sau khi khẩu quyết của liếu như thị bị cắt ngang, rất lâu sau không thấy động tĩnh gì, mà lúc này vùng kiếm khí của tôi đã hoàn toàn biến mất. Nếu cô ta còn không rút quân, vậy bên thua vẫn sẽ là chúng tôi. Liếu như thị, nếu ta dùng thần hồn suốt đao, thì ngươi, Hoàng Tiên, Khôi Tiên, Tứ Tiên, còn có cả yêu tộc họ Hồ đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta." Thùy Hỏa cầm đao điểm danh, "Ha ha, nếu hôm nay ta rút quân, sau này mà đạo tái xuất chẳng phải vẫn là kết quả như thế hay sao?" Liễu Như thì cười lạnh, "Được thôi, không phí lời nữa, đánh đi." Thùy Hỏa hít sâu một hơi, cô ấy có thể thiêu đốt thần hồn để biến ra thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn quyết là do bản thân cô ấy có thể tự sinh canh kim. Còn tôi thì lại không thể xuất kiếm như cô ấy, chỉ đành nhìn cô ấy chết trước tôi. Đúng vào thời khắc liễu như thị dơ cao cờ lệnh chuẩn bị phát lệnh tấn công thì cờ lệnh đột nhiên bị gãy. Thứ khiến cờ lệnh gãy là một mũi tên bay đến từ hướng nam. chương 241, tóc trắng vì vua một Cờ lệnh bị người khác bắn gãy khiến liễu như thị choáng váng. Vào lúc này, từ hướng của băng phong hạp cốc truyền đến một tiếng rồng ngâm của ngạo hàn. Rồng là tổ của vạn thú, thời khắc này toàn bộ dã tiên đã hóa thành hình dạng yêu thú, đối mặt với Long Uy tất cả đều biến sắc. Liễu Như Thị chỉ biết thở dài một hơi, tuyên bố rút quân. Sau khi đại quân giã tiên thoái lui, Ngạo Hàn hiển hóa thành hình người hiện thân trước mặt chúng tôi. Làm y như cũ, chỉ là mày mắt không còn lãnh đạm và kiêu ngạo nữa. Ngạo Hàn đến trễ, mong đạo tổ thứ tội. So với lần trước, lúc Ngạo Hàn nói câu này thái độ rõ ràng đã kính cẩn hơn rất nhiều. Ngươi không có lỗi, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Tôi nói, Thùy Hỏa không nói không rằng, nhìn Ngạo Hàn thật sâu rồi bước về hướng tộc người của hồ tộc Thanh Khâu. Sau đó, Ngạo Hàn hỏi tôi ở chân trời phía đông có phải có thiên tôn của ma đạo động thần niệm không, tôi gật gật đầu. Không ngờ rằng ma đạo vẫn còn có thiên tôn tại thế. Ngạo Hàn cảm khái nói, ma đạo thiên tôn vẫn luôn ở đây bảo vệ cho ma đạo. Tôi nói, điều càng khiến tôi không nghĩ tới đó là đạo tổ lại cư nhiên có thể mượn kiếm nhập đạo trước mặt hai quân trận, còn lâm tướng quân cũng sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân. Tôi cười nhẹ không đáp, thầm nghĩ, nếu không phải như vậy, người há lại chịu ra tay cứu giúp. Mà đạo thiên tôn đã có động tính, hắn liền biết hôm nay tôi và Thùy Hỏa tuyệt đối sẽ không chết. Thùy Hỏa có thể sử dụng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, tôi cũng đã mượn kiếm nhập đạo. Chỉ cần hai chúng tôi có thể sống sót, sau khi giã tiên rút quân chắc chắn sẽ giết ngạo hàn. Kẻ này tâm cơ quá sâu, không thể giữ lại. Hiện tại ma đạo ở nhân gian không trốn dung thân, cổ địa hàn hoang này ngược lại có thể trở thành nơi dừng chân hồ tộc thanh khâu suy yếu, xung quanh không có chỗ nào hổ lang có thể ngủ ngon. Mà đạo tổ sư pháp truyền lục đạo không phải là giả, nhưng từ trước đến giờ cũng không phải là một người nhân từ. Nói vài lời khách sáo với ngạo hàn, hắn liền cáo từ, tôi cũng quay về thành thanh khâu. Thành thanh khâu trong trận chiến với giã tiên lần này đã thương vong tổng cộng 4.700 người dân, tất cả bọn họ đã được lưu danh trong lá cờ chiêu hồn của tôi. Lưu Phong Viễn Sơn, Lưu Phong Hồng Diệp, Lưu Phong Tác, Lưu Phong Xuyên. 3.000 năm sau, cơ chiêu hồn của ma đạo lại khác tên những anh linh rồi. Chỉ là lần chịu đựng loại thương đau này đã không còn là ma đạo tổ sư năm đó nữa, mà là tạ lan tôi. Vào đêm của ngày thứ hai, tôi cùng Thùy Họa leo lên đỉnh núi Thanh Khâu, đứng trên vách núi ngắm nhìn khói lửa trong thành, từ trên đỉnh núi có thể nghe thấy âm thanh bi ai trong thành. Quay đầu nhìn thấy Thùy Họa tóc trắng như tuyết, càng cảm thấy thương cảm vô hạn. Sao vậy, đến ôm cũng không ôm em, như vậy là ghét bỏ rồi sao? Thùy Họa mỉm cười hỏi tôi, sáng tóc hãy còn xanh mà chiều đã hóa tuyết trắng, em nói anh làm sao mà chịu được đây? Tóc trắng để quân vương được sống, quân vương phải trân trọng em hơn mới đúng chứ nhỉ? Giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ, giành được cái danh khi còn sống và sau khi chết. Thùy họa là tướng sát phạt của ma đạo, tôi là đạo tổ, mái tóc trắng của cô ấy đích thực là vì tôi mà có. Thế nhưng cô ấy không chỉ là tướng của ma đạo, cô ấy còn là người vợ cùng tôi hẹn ước bạc đầu may thay tùy thủy hỏa tóc đã chuyển sang màu trắng nhưng lại trông không già đi chút nào mái tóc bạc rất phù hợp với bộ giáp đen càng tăng thêm vài phần khí thế oai hung phá quân trong mắt thế nhân vững chãi như một tảng đá không thể phá vỡ giống như vạn lý trường thành của ma đạo còn thủy hỏa trong mắt tôi lại mỏng manh như ngọc lưu ly vậy càng yêu sâu đậm càng bận tâm lo lắng chỉ có thể đem hết sức lực của đời này để che chở mà thôi vừa hay hiện tại tôi cuối cùng cũng đã đứng cùng một cảnh giới với cô ấy rồi có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng không cần cô ấy phân tâm chiếu cố tôi nữa rồi. Thùy Hòa hỏi tôi về lai lịch của cung tên kia, tôi nói có lẽ là nó được bắn ra từ tay của A Lê. Nhưng tôi cũng có điểm nghi hoặc, tôi không hoài nghi tốc độ của cô bé, nhưng tôi không nghĩ ra cô ấy bắn tới như thế nào. Dựa vào tu vị của cô bé tuyệt đối không có khả năng phân xuất thần niệm nhắm chúng vào cờ lệnh của Liễu Như Thị, ở thời Đại Mạt Pháp chưa có ai làm được điều đó, trừ khi là thần minh hạ phàm. Mãi đến sau này khi gặp lại Khương Tuyết Dương tôi mới hiểu được chân tướng của sự nghi hoặc này. Lúc cuộc chiến với giã tiên bắt đầu nổ ra, Khương Tuyết Dương liền mang theo A Lê đến hổ ngưỡng thiên trên núi Trung Nam. Sau đó liên tục nhìn về bầu trời phương Bắc, lúc trăng máu xuất hiện, thần tình cô ấy trở nên ngưng trọng, lo lắng cho chúng tôi. Lúc vị ma đạo thiên tôn truyền đến thần niệm từ phương Đông, cô ấy cũng giống như chúng tôi lệ rơi đầy mặt. Khoảnh khắc phương Đông dâng lên một vùng đỏ, Phong thần một lần nữa vi phạm thiên quy không mời mà đến tự mình hạ giới. Thấy phong thần, Khương Tuyết Sương không hề ngạc nhiên, trực tiếp hỏi bà ấy mà đạo thiên tôn có phải sẽ rơi xuống không. Phong thần lắc đầu nói sẽ không đâu, sau đó liền hỏi đến tiến pháp của A Lê. Trường 242, tóc trắng vì vua 2. Nhắc đến tiến pháp, A Lê tất nhiên rất tự hào, thân là truyền nhân của hậu nghệ, tốc độ bắn tên của cô bé ở khắp thời đại mạt pháp này tìm không ra người nào có thể nhanh hơn đâu thế là phong thần hỏi a lê nếu như ta chỉ cho ngươi phương hướng người có thể bắn đi bao xa a lê trả lời tôi cũng không biết tôi chỉ biết mũi tên của tôi rất nhanh nhưng trước giờ chưa tính qua là bao xa phong thần nói vậy thì tốt chúng ta cược một lần xem xem sẽ được bao xa khương tuyết dương biết rằng phong thần sẽ không vô duyên vô cớ đùa với một đứa trẻ liền hỏi bà ấy cược điều gì phong thần thở dài nói ta đã hai lần vi phạm thiên đạo lần này đạo tổ gặp khó khăn tôi tuyệt nhiên không thể lại một lần nữa ra tay tương trợ. Thế là Khương Tuyết Dương hỏi bà ấy liệu có phải muốn lấy mũi tên của A Lê để cược sinh tử của tôi và Thùy Họa không? Phong thần im lặng gật đầu, nói sinh tử của tôi và Thùy Họa đều phụ thuộc vào mũi tên này của A Lê. Sau một hồi, phong thần đưa ngón tay chỉ về hướng phương Bắc, muốn A Lê dựa theo hướng chỉ của bà ấy mà bắn tên. A Lê biết rằng mũi tên này liên quan đến sống chết của tôi, lúc bắn tên đã dùng hết toàn bộ khí lực hoa sinh một mũi tên bắn ra, bay xa vạn dặm. Lúc liễu như thị dương cờ lệnh lên chuẩn bị hạ xuống, mũi tên bắn trúng ngay cán cờ. Cờ lệnh gãy, liễu như thị liền biết việc hôm nay không thể thành. Ngay lúc này, lại có một tiếng long ngâm của ngạo hàn đã triệt để tiêu hủy chiến ý của giã tiên, do đó à ta mới thở dài tuyên bố rút quân. Từ đó mới thấy được, tôi và Thùy Họa còn sống sót là cực kỳ hy hữu. Sinh cơ chỉ có một, thoáng qua trong nháy mắt, cũng tốt, chúng tôi cuối cùng cũng sống sót. Khương Tuyết Dương sẽ không vì anh mà gặp nạn chứ. Tôi hỏi Thùy Hỏa, sau khi giã tiền rút về quan ngoại, chuyện tôi là ma đạo tổ sư nhất định sẽ lan rộng khắp thiên hạ. Trước đây thì có thể, hiện tại thì không đâu, chỉ là hoàn cảnh có chút xấu hổ mà thôi. Người của đạo môn không phải kẻ ngốc, thất sát, phá quân trỗi dậy cường thế tất nhiên không ai dám động đến tham lang, kẻ nào động đến kẻ đó phải chết. Thùy Hỏa nói, trước đây tu vi của Thùy Hỏa không đủ để dùng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết, mà cô ấy của hiện tại sau khi kinh qua trận chiến hỗn loạn giữa hồ tộc Thanh Khâu với Giã Tiên, đã có kinh nghiệm rồi. Chỉ cần thêm một thời gian để tính tâm thể ngộ và củng cố, liền có thể xuất đao mà không gây tổn hại thần hồn. Đạo môn vốn đã bị Khương Tuyết Dương xé toạc, một mình nhân đạo tuyệt nhiên không cách nào ngưng tụ ra bảy vạn đại quân như Giã Tiên được, thế thì làm sao có thể đến nghênh tiếp đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của cô ấy cơ chứ? Huống chi ma đạo hiện tại không chỉ có một mình thùy hỏa, còn có tôi đây chiến đấu với giã tiên một trận này thu hoạch của tôi càng lớn không chỉ giúp tôi mượn kiếm nhập đạo mà còn sinh ra kiếm ý trong huyền quan của tôi nữa sau khi khai mở huyền quan liền có thể dùng chân khí diễn hóa vạn vật chỉ là trước khi nhập đạo rất khó để làm được nhiều nhất cũng chỉ có thể diễn hóa ra pháp tương hiện tại thì tôi đã mượn kiếm nhập đạo có thể thử nghiệm dùng chân khí diễn hóa thành kiếm ý rồi chân khí là tiềm năng của con người lấy không cạn dùng không hết diễn hóa thành kiếm ý rồi lại tiếp tục bảo tồn Tương lai lúc lại xuất thất sát kiếm, kiếm ý mỗi lần lại nhiều hơn một phần, uy lực của kiếm pháp cũng nhiều hơn một bậc. Lại nói, tôi nghĩ đến Âm Ty, nếu như Âm Ty muốn xuất binh, quân lực tuyệt đối vượt xa Dã Tiên. Hơn nữa, nếu như Âm Ty và Nhân Đạo bắt tay với nhau, thì dù sát phá lang chúng tôi có liên thủ cũng không chống lại nổi. Âm Ty thì sao? Âm Ty sẽ động thủ với ba người chúng ta chứ? Nghĩ đến đây tôi hỏi Thùy Hỏa, Âm Ty sẽ không hành động đâu, từ sau khi vén màn bí mật của Đàm Cửu Long, âm ty luôn có cơ hội tiêu diệt em, chỉ là bọn họ không làm như vậy. Đối với thành chết oan bọn họ cũng chỉ vây khốn, không hề động đến đệ tử Niết Bàn của ma đạo chúng ta. Thùy Họa nói, tại sao vậy? Tôi hỏi, bởi vì nếu như em chết rồi, âm ty sẽ có một đại nhân vật cùng em tuấn táng. Cho dù 18 tầng địa ngục có thất thủ, bọn họ cũng sẽ không dương mắt nhìn vị đại nhân vật đó bị tổn hại ở nhân gian đâu. Thùy Họa nói, về việc của vị đại nhân vật kia, thập điện Diêm Vương, ngũ đại phán quan, Thập đại âm sư đều không có tư cách biết, có tư cách biết việc này chỉ có thiên tôn của Âm Ti mà thôi. Nếu như Âm Ti dám xuất binh, Ngũ Phương Quỷ Đế nhất định sẽ ra mặt ngăn chặn. Cứ cho là Quỷ Đế không xuất hiện, Mạnh bà cũng sẽ không cho phép Âm Ti làm như vậy. Thế em làm sao mà biết được vậy? Tôi rất hiếu kỳ hỏi. Là ký ức mà Phá Quân để lại nói cho em biết, chuyện này Khương Tuyết Dương chưa chắc đã biết đâu." Thùy Họa nói, cô ấy nói như vậy càng làm tôi hiếu kỳ âm ti có vị đại nhân vật kia có thể khiến âm ti coi trọng đến mức độ như vậy, đến cửu thế chi thân của phá quân cũng có thể dung thứ được. Vị đại nhân vật đó là ai vậy? Tôi hỏi, em không thể nói cho anh biết được, nếu như anh biết rồi, vị đại nhân vật kia sẽ liền thức tỉnh túc mệnh mà quay trở về âm ti, đến lúc đó âm ti sẽ không còn khách khí như vậy với chúng ta nữa đâu. Thùy Họa lắc lắc đầu nói, chương 243, gặp lại cố nhân một. Thùy Họa nói rằng lý do vị đại nhân vật kia nhập thế luân hồi, có liên quan đến cái chết ở vực trả hồn của ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng với đất trời, phần nhân quả này chỉ có tôi mới hiểu được. Mà hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm để giải quyết đoạn nhân quả này, một khi giải quyết nó, âm ti sẽ không kiêng nể gì mà xuống tay với ma đạo. Thùy Họa không nói, tôi tất nhiên cũng không hỏi nữa. Ở với cô ấy trên đỉnh núi thêm một lúc, đến khi tiếng nước nở trong thành lắng xuống, tôi cùng cô ấy xuống núi và trở về phòng. Kể từ khi chúng tôi tương phùng ở Sơn Hải Quan, lấy được đao chân yêu liền bắt đầu tiến giết đại miếu, sau đó một đường đi đến thành thanh khâu, tiếp đó lại cùng giã tiên ác chiến một đêm. Ban ngày an táng tướng sĩ của hồ tộc thanh khâu, đêm nay mới thật sự được nghỉ ngơi. Gian phòng mà hồ tộc thanh khâu chuẩn bị cho chúng tôi rất tao nhã, lưu phong xương rất dụng tâm chăm chút. Ngăn nắp sạch sẽ như mới, trên bệ cửa còn đặt thêm cỏ xạ hương và trà vũ yến. Khắp căn phòng lan tỏa hương thơm của cỏ cây, khiến người ta cực kỳ thoải mái, rất có hơi ấm gia đình. Không có nến đỏ, chỉ có một ngọn đèn mỡ xanh. Thùy Hỏa không có thời gian thay bộ giáp trên người, khi về đến cửa phòng việc đầu tiên là nhờ tôi giúp cô ấy cởi bộ giáp xuống. Từ trước đến nay chỉ có người vợ cởi bỏ áo giáp cho người chồng đi đánh trận trở về, chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Lúc này cô ấy an tĩnh ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn vào mắt tôi, chậm chậm khép mắt lại. So với việc giúp cô ấy cởi bỏ áo giáp, tôi càng nguyện ý trang điểm vẽ mày cho cô ấy hơn tôi thay cô ấy gỡ bỏ lông chim trĩ sau đó bắt đầu tháo gỡ hạo kỳ trên lưng bộ giáp này được hồ tộc thanh khâu làm thủ công tay nghề tinh tế trên mảnh bảo thạch hộ tâm ở trước ngực của áo giáp khác một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đó chính là dáng vẻ hình thú nguyên thủy của lưu phong thiên tôn ký hiệu này là do thùy họa đặc biệt yêu cầu thể hiện sự tưởng nhớ của cô ấy đối với lưu phong thiên tôn mãi mãi ở trong tim nguyện ý tổn vong cùng hồ tộc thanh khâu bình thường không nhìn ra được sự tổn hại thần hồn của thùy họa một khi cô ấy buông lỏng cơ thể sự mệt mỏi và buồn ngủ đến rất nhanh tôi mới giúp cô ấy tháo bỏ xong bốn hạo kỳ cô ấy đã ngủ rồi tôi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giúp cô ấy cởi bỏ lớp giáp nặng nề trên người sau đó bế cô ấy đặt lên giường sợ cô ấy bị đánh thức tôi không động vào lớp áo trong mặc dù trên lớp áo trong trắng như tuyết của cô ấy đã loang lổ vết máu khuôn mặt tuyệt mỹ đường nét khuôn mặt rất đẹp không biết có phải chịu ảnh hưởng quá nhiều từ tiên thiên canh kim hay không cho dù đang ngủ thì khuôn mặt Thùy Họa trông vẫn đầy uy nghi, sự dịu dàng đối với cô ấy mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Càng nhìn lại càng động tình, nhịn không được mà đặt lên chán cô ấy một nụ hôn. Ngày thứ hai lúc tôi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng, Thùy Hỏa không ở bên cạnh, tôi thay y phục rồi ra ngoài tìm cô ấy. Thấy cô ấy đang ở nơi tu luyện của hồ tộc Thanh Khâu chỉ điểm họ tu hành, Lưu Phong Sương đang đi bên cạnh cô ấy, ngưng thần lắng nghe. Truyền pháp lẽ ra là việc của đạo tổ, Đáng tiếc là đạo tổ tôi đây hữu danh vô thực, không có bản lĩnh dạy người khác. Nhìn thấy tôi, Thùy Họa cúi đầu nói với Lưu Phong Sương vài câu rồi đi về phía tôi. Chúng ta nên quay về thôi, những người này em cũng không dạy được gì nhiều, đành đợi sau này để Tuyết Dương dạy rồi. Thùy Họa nói, nhanh như vậy mà đã rời đi sao, thần hồn của em vẫn chưa dưỡng tốt đâu. Tôi nói, dưỡng hồn nào có dễ như vậy, Dã Tiên đã quay về quan ngoại chúng ta cần tận dụng lúc việc này chưa hoàn toàn phát tán đi đến núi trung nam giúp tuyết dương giải nguy sau khi giã tiên quay trở về quan ngoại chuyện ma đạo tổ sư và phá quân cùng nhau xuất thế nhất định cả thiên hạ đều sẽ biết tôi thân là đồ đệ của khương tuyết dương cô ấy chắc chắn là người đầu tiên bị trách móc huống chi côn lôn tiên đạo vốn dĩ đã nghi ngờ cô ấy thân phận tham lang của cô ấy nhất định không thể giấu nổi nữa nhân đạo và âm ty không dám động vào cô ấy không có nghĩa là côn lôn tiên đạo cũng cố kỵ như vậy Chẳng qua là do hạn chế của thời đại mặt Pháp, côn lôn tiên đạo vẫn là không dễ dàng nhập thế. Tiên đạo trước giờ không thiếu nửa bước thiên tôn, mà tôi và Thùy Họa hiện tại cũng chỉ mới là hợp đạo. Nếu không phải vì thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân quá nổi tiếng, quá bá đạo, cũng không chấn nổi đạo môn do nhân đạo kiểm soát đâu. Còn về phần thất sát kiếm của tôi, uy danh cho đến nay chưa bao giờ sánh bằng lưỡng đoạn quyết của cô ấy đâu. chương 244, gặp lại cố nhân 2 người của tiên đạo sẽ tiến hành nhập thế sao tôi hỏi thùy hỏa đảo bồng lai bởi vì nhân quả của anh nên không thể đoán trước được những thế lực tiên đạo khác trước khi thời đại mạt pháp kết thúc không nhất thiết phải nhập thế nếu thiên đạo đã ban xuống luật lệ rồi thì phải có người tuân theo lần này nhập thế em cũng chỉ lo lắng một điều sát phá lang tam tinh tụ hợp có khiến thời đại mạt pháp kết thúc sớm hơn hay không thôi thùy họa nói nếu như thời đại mạt pháp kết thúc từ chư thần đến thiên tôn đều nhập thế sinh tử của ba người chúng tôi đều phụ thuộc vào bọn họ bất cứ một vị thiên tôn nào ra tay cũng có thể khiến sát phá lang tam tinh quay trở về hư không nếu thật sự như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi cho thấy thiên đạo không xem tôi là đối thủ cho rằng tôi không có tư cách đối đầu với bọn họ thiên đạo chính là trật tự của đất trời còn thất sát là tên tặc làm hỗn loạn thế giới mỗi một ai gánh vác mệnh cách thất sát đều có thể bị xem là đối thủ của thiên đạo người có tư cách liền cùng bọn họ bắt đầu luận thắng thua giống như ma đạo tổ sư khi xưa, ai không đủ tư cách thì liền trực tiếp bị mặt sát, mà bản thân mệnh cách thất sát lại không biến mất, mà sẽ lại tìm kiếm cơ duyên tiếp tục giáng thế. Trước khi rời khỏi thành Thanh Khâu, Thùy Họa không muốn thấy cảnh biệt ly, cô ấy để tôi cáo biệt với người của hồ tộc Thanh Khâu, còn bản thân cô ấy thì đi đến băng phong hạp cốc, để lại đó một ghi chép về thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Thực lực của Ngạo Hàn rất mạnh, nếu như hắn động tàn niệm, sức mạnh của hắn có thể phá hủy thành thanh khâu không biết vì sao tôi luôn cảm thấy hắn sau này sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của ma đạo mà sự tình phát sinh sau này cũng đã nghiệm chứng hoài nghi của tôi lúc này cái chết của hồ tam thái gia thường nhị lang phù thiên và những người khác ảnh hưởng không nhỏ đến dân chúng ở quan ngoại sau khi bọn họ chết những người tôn thờ xuất mã tiên của bọn họ đều cảm nhận được ngay yêu ngôn mê hoặc quần chúng quan ngoại bắt đầu lưu truyền lời đồn ma đạo tái thế tận diệt chúng sinh trong thiên hạ. Còn Hồ Tam Thái Gia, Thường Nhĩ Lang, Phù Tiên và những tiên gia khác, vì bảo vệ chính nghĩa, trừ ma bảo vệ đạo mà hy sinh. Chính vì thế, tín ngưỡng được ngưng tụ của giã tiên ở quan ngoại không những không vì thương vong nặng nề mà tổn hại, ngược lại còn lớn mạnh hơn. Sau khi đại miếu được tái thiết, thực lực của những thủ lĩnh còn sót lại của giã tiên càng tăng vọt. Loại chuyện này không nằm trong dự liệu của tôi và Thùy Họa, nhưng tôi đã ngửi ra được mùi nguy hiểm từ điểm này. Không còn đau chân yêu, sức ảnh hưởng của giã tiên ở quan ngoại chỉ có thể càng ngày càng lớn, nên nó thu hút niềm tin tín ngưỡng của quần chúng ngày càng nhiều. Cũng tốt, bọn chúng sẽ không gây chiến trong một thời gian, hồ tộc thanh khâu không đáng để chúng đi một đoạn đường dài để đến hàn hoang, tôi với Thủy Họa mới chính là kẻ thù thật sự của bọn chúng. Trước khi xuất quan, chúng tôi lại đi đến tiễn lâu của Sơn Hải Quan. Tạ Lan, giả sử giã tiên quấy phá ở quan ngoại, thì tất cả nhân quả đều là do chúng ta lấy đi đao chân yêu. Đứng trên tường thành nhìn quần chúng bên ngoài, Thùy Họa nói với tôi. Không còn đao chân yêu, vận khí của giã tiên yêu tộc nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu súc sinh chưa được thuần hóa rời khỏi núi sâu. Nếu như thủ lĩnh của giã tiên không gia tăng ràng buộc bọn chúng, dân chúng ở quan ngoại chắc chắn sẽ bị chúng quấy nhiễu. Không có đao chân yêu nhưng vẫn còn vạn lý trường thành bảo vệ nhân tộc, giã tiên muốn quấy nhiễu cũng không dễ dàng vậy đâu. Tôi nói, Vạn Lý Trường Thành là một trong những kiến trúc vĩ đại nhất ở thời đại mặt Pháp, được thế nhân phong là đại kỳ quan thứ 8 của thế giới. Mà trong đạo tàng, Vạn Lý Trường Thành còn được cho là bút thích của thiên tôn đó. Một bức trường thành, gây dựng nền móng cho nhân tộc, nhiễu đạo thần ma, khuất phục yêu tà. Thời tiết hôm nay sảng khoái, trên trường thành khách du lịch vẫn đông đúc như cũ. Tôi và Thùy Hòa ăn diện như người thường nắm tay nhau đi qua nó, cười cười nói nói đi xuống thành lâu ở uy viễn môn thì bắt gặp một lão đạo đang đuổi theo một thanh niên lão đạo tóc bạc phơ đạo bào rách nát cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa tắm bên eo đeo một thanh kiếm pháp sư trai chám vỏ kiếm loang lổ vết gì xét thanh niên kia ngược lại tướng mạo sinh động dáng người đẹp đẽ mặt mày như ngọc tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi tôi không phải là sư đệ của ông ông đừng làm phiền tôi nữa mà đối mặt với sự đeo bám của lão đạo chàng thanh niên mặt không nhẫn nại Vậy cậu nói xem cậu là ai?" Lão đạo mỉm cười hỏi. "Tôi là." Ngay lúc thanh niên chuẩn bị nói ra tên của mình, trên trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống người thanh niên. Tiếng sét giữa trời quang này đã làm khách du lịch giật mình, thế mà chàng thanh niên kia lại không hề hấn gì, chỉ đứng yên tại chỗ, thần tình hoang mang. Tôi và Thùy Họa đứng yên bất động, lặng lẽ quan sát việc này. Trên trời giáng sấm sét đã thật sự đoạt đi ba hồn bảy vía của chàng thanh niên kia, hiện tại cậu ta chỉ còn lại một cái xác không hồn. Mà ở nơi trước mặt cậu ta cách đó không xa, có một nhân ảnh hư vô mờ ảo mỉm cười đi về phía cậu ấy, đi thôi. Chứng kiến một màn, Thùy Hỏa khẽ thở dài, kéo tay tôi rời đi. chương 245, Tam Phương Tứ Tránh một Hai ngày sau, tôi và Thùy Hỏa đến được núi Trung Nam. Dưới núi Trung Nam, những người trong đạo môn tụ tập lại, bởi vì toàn chân giáo xảy ra đại sự rồi. Vài ngày trước, có người của bồng lai tiên đảo đến ở lại toàn chân giáo không chịu đi, thúc ép Khương Tuyết Dương giao tạ lan ra. Khương Tuyết Dương dựa vào việc có phong thần bảo hộ, bản thân lại là cao nhân cảnh giới hợp đạo, thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, không hề để cho người của Bồng Lai Tiên đảo chút mặt mũi nào. Toàn Cơ Thượng Sư bận tìm phương pháp dưỡng hồn cho cậu con trai độc nhất của mình, không tự mình đến, Bồng Lai Tiên đảo không thể dùng đến thủ đoạn lôi đình, chỉ có thể ở lì tại toàn chân giáo không đi, chuẩn bị đợi Toàn Cơ Thượng Sư tới rồi tính tiếp. Ngay tại lúc toàn bộ đạo môn đang ngóng chờ Khương Tuyết Dương làm sao ứng phó với Toàn Cơ Thượng Sư thì quan ngoại truyền đến đại biến kinh thiên, bảy vạn đại quân giã tiên hành quân về phía bắc, tiến binh đến cổ địa Hàn Hoang. Phá quân đương đại của ma đạo Hoàng Hà Nương Nương cản phá Hàn Hoang, dựa vào sức mạnh bản thân bảo vệ hồ tộc Thanh Khâu. Sau đó cuộc đại chiến bùng nổ, thiên tôn đã động thần niệm làm thiên hạ chấn kinh. Vốn dĩ đạo môn cho rằng thiên tôn xuất động thần niệm chỉ để bảo vệ phá quân, nào có ai biết đến lúc giá tiên rút về quan ngoại vậy mà lại nổ ra thông tin tạ lan chính là ma đạo tổ sư đương đại. Bởi vì thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân quá đôi bá đạo, mà tạ lan lại đã mượn kiếm nhập đạo, đạo môn ở thời đại mạt Pháp nào dám đi tìm hai người bọn họ, bèn đến núi Trung Nam tìm Khương Tuyết Dương để nói lý lẽ. Tại thời điểm này, người của bồng lai tiên đảo lại cho rằng có thể Khương Tuyết Dương chính là tham lang của ma đạo. Nếu là như vậy, ma đạo sát phá lang tam tinh đều đã nhập thế. Như vậy đến cả người của âm ti cũng không ngồi yên được nữa rồi, tứ đại phán quan cũng lên núi Trung Nam, Cung chủ giao đài của Côn Lôn Tiên Đạo đã cử đặc sứ đến, mà vị toàn cơ thượng sư kia cũng đã tự mình đến đây. Đợi đến khi Tam Phương Nhân Mã đi đến Hồ Ngưỡng Thiên, mới phát hiện bên cạnh Khương Tuyết Dương đã hội tụ vô số cao thủ ma đạo rồi, trong số họ không thiếu cảnh giới Nguyên Thần, ở Hồ Ngưỡng Thiên bày ra phong dương trận. Bản thân Khương Tuyết Dương nhận được sự bảo hộ của phong thần, trận chiến đàm cửu long ngày đó một mình cô ấy có thể bố trận, hôm nay cùng với những cao thủ nguyên thần, huyền quan của ma đạo bố trận, trong một thời gian vậy mà không ai có thể phá. Lúc toàn cơ thượng sư dựa vào tu vi nửa bước thiên tôn để đột phá, bị một vị thiếu nữ dùng tên bắn trúng pháp thân, nếu không phải bà ta chạy nhanh thì suýt chút nữa pháp thân đã rơi vào trận pháp. Trên đây là những tin tôi và Thùy Họa nghe được từ miệng của những đệ tử đạo môn dưới núi, hiện tại tình huống ở Hồ Ngưỡng Thiên vẫn như vậy. Đạo môn không làm gì được Khương Tuyết Dương, mà cung chủ giao đài cũng không hề có động thái nhập thế, tiên đạo ngoại đạo thống cũng chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo là nhập thế. Điều khiến người ta khó hiểu nhất là tuy người của âm ty đã đến đây không ít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không động thủ với Khương Tuyết Dương. Xem ra lời Thùy Họa nói không sai, âm ty cố kỵ vị đại nhân vật luân hồi dương gian nên không dám ra tay. Tôi đã làm đệ tử của toàn chân giáo hơn 2 năm, có thể tránh được tai mắt dễ như trở bàn tay, lẻn vào nội môn toàn chân giáo. So với dưới núi, người trong đạo môn ở đây càng nhiều hơn nữa. Hồ Ngưỡng Thiên nằm ở đỉnh phía nam của núi Trung Nam, đỉnh phía nam ba mặt dốc thoải, một mặt vách đá dựng đứng, lúc này vừa hay bị phân chia theo thế lực tam phương. Trong đó, sườn phía nam có địa hình rộng rãi nhất đứng đầy người trong đạo môn, thanh thế to lớn vượt xa quy mô côn luôn tuyển dễ lúc trước. Đáng xấu hổ là, cho dù Hương Tuyết Dương đã bị nhận định là tham lang chuyển thế, đạo môn bị cô ấy xé nát cũng không đoàn kết như lúc ở đàm cửu long, phủ thiên sư đã không đảm đương nổi trọng trách phát hào thi lệnh. Đáng xấu hổ nhất vẫn là địa vị của toàn chân giáo trong đạo môn ở hiện tại, rõ ràng là sân nhà, nhưng lại là bên yếu nhất nguyên do là khương tuyết dương là thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo thậm chí còn là thiên hạ hành tẩu thành danh nhiều năm trước khi cô ấy xuất khỏi đạo môn cơ hồ mỗi một đệ tử của toàn chân giáo đều vỗ ngực phong cô ấy là niềm tự hào của toàn chân giáo mà hiện tại phần tự hào này đã hòa lẫn vào gió rồi lúc tôi ở trong đám người quan sát toàn chân trưởng giao vương trọng thì phát hiện ông ta đã cởi bỏ mũ quan trưởng giáo thân mặc một đạo bào trắng thần sắc bi thương ánh mắt tổn thương đó khiến tôi không đành lòng nhìn thẳng vào nó. chương 246, Tam Phương Tứ Chánh hai. Ở sườn phía bắc của đỉnh núi phía nam đứng đầy người của âm ti, sườn bắc có bóng dâm, người của âm ti toàn là âm hồn tương xung với ánh nắng, đứng ở sườn bắc cũng phải. Người đến lần này không ít, những gương mặt quen thuộc có Trung Quỳ và Tuần Dương phán quan, thập đại âm soái đến một nửa, 36 quỷ tướng đến cũng không ít, thành chết oan vây khốn đệ tử Niết Bàn của Ma Đạo, âm thi vẫn có thể đến nhiều người như vậy, đã khiến tôi rất bất ngờ. Bất luận là đạo môn hay âm thi, so với lần trước sau khi cáo biệt đàm cửu long, thực lực tu vi đều đã tiến bộ rõ ràng. Thần niệm trung quỳ phát tán, rõ ràng là đã đạt tới hợp đạo, còn vị tuần dương phán quan thì đã ngưng tụ ra nguyên thần rồi, mà những trưởng giáo của đạo môn đại đạo thống đều là cảnh giới nguyên thần, hợp đạo. Tu hành ở thời đại mạt Pháp vốn không thiếu thuật Pháp thần thông, chỉ thiếu cơ hội thi triển, vài tháng gần đây cao thủ nguyên thần bất chính mọc lên như nấm, Đến cả cao thủ hợp đạo thỉnh thoảng cũng nghe những tin như vậy Xem ra mặc dù thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc Nhưng cơ duyên giữa đất trời này đã ngày càng lấp đầy rồi Tôi và Thùy Họa mỗi người đều có được thành tựu Thay vì nói là do kết quả của trận tử chiến với giã tiên Trên bản chất vẫn là không thể thoát khỏi hai chữ cơ duyên đi Trời ban cho cơ hội như nhau Còn nắm bắt được bao nhiêu Vẫn là xem bản lĩnh của mỗi người rồi Chỉ là dựa vào tiến độ tu hành hiện tại để dự đoán Sợ là thời đại Mạt Pháp không còn kéo dài bao lâu nữa rồi, một khi có người có thể đạt đến Thiên Tôn, đó chính là lúc thời đại Mạt Pháp kết thúc. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy áp lực đè nặng như núi, một con đường dài cần phải đi. Xuân Tây của đỉnh phía Nam là người của Tiên Đạo, số người ít nhất, thực lực ngược lại mạnh nhất. Trừ toàn cơ thượng sư tu vi nửa bước Thiên Tôn ra, còn có hai lão đạo tu vi khó dò trên cả hợp đạo. Côn lôn Tiên Đạo chỉ có vài người, còn lại hơn 10 người khác đều đến từ Bồng Lai Tiên Đạo. Sau khi chứng kiến lực lượng ba bên, tôi và Thùy Hỏa vẫn như cố thu liếm khí tức, thu thần niệm vào huyền quan, tiếp tục ẩn mình trong đám đông. Đường lên đỉnh núi đã bị ba bên phong tỏa, trừ khi tôi và Thùy Hỏa toàn lực ra tay nếu không căn bản không thể lên đó được, mà chúng tôi hiện tại vẫn không định làm như vậy. Hôm nay âm ti vẫn như cố định ngồi trên cao nhìn lửa thế gian hay sao? Hứa tấn của Phủ Thiên Sư mở miệng hỏi phe cánh âm ti. Tham lang của ma đạo làm thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo nhiều năm như vậy xỉ nhục toàn bộ đạo môn, đạo môn các ngươi không toàn lực phá trận, âm ti sao phải cướp ánh đèn sân khấu của các ngươi. Tuần Dương phán quan đáp, thất sát, phá quân đã hiện thế ở cổ địa Hàn Hoang, hiện tại chỉ có tham lang đơn thân bị vây ở Trung Nam, quả là một cơ hội trời cho để phá nát sát phá lang tam phương tứ tránh, hai bên các ngươi ở thời điểm mấu chốt này vẫn còn đổ lỗi cho nhau cái gì hả? Toàn cơ thượng sư nói, vẫn là mời toàn cơ thượng sư làm gương cho, âm ti, đạo môn đồng thanh nói, làm cho toàn cơ thượng sư tức muốn hộp máu. Hôm qua cũng giống y như hôm nay, để bà ấy tiên phong, pháp thân suýt chút nữa là đã bị hủy dưới mũi tên của A Lê. Hôm nay toàn cơ thượng sư cho dù muốn báo thù cho con trai độc nhất của mình, nhưng cũng không nguyện ý chịu thiệt nữa. Ha, nếu không phải tiên đạo ta lòng người bất hòa, cung chủ giao đài đến nay vẫn không bày tỏ thái độ gì, thì một phong dương trận nhỏ bé này làm sao có thể ngăn cản uy lực của tiên đạo ta chứ? Toàn cơ thượng sư nói. Bà ta không nói lòng người bất hòa còn được, một khi nói ra loại chuyện này, cao nhân đạo môn lần lượt đỏ mặt. Khương Tuyết Dương đã xé nát đạo môn, mà hiện tại bọn họ đang nếm trái đắng mà cô ấy gieo xuống. Nếu đạo môn vẫn như trước đây để phủ thiên sư lãnh đạo, thì cho dù Thùy Hỏa sẽ có thể sử dụng thiên địa giao trinh âm dương quyết ở cảnh giới hoàn hảo nhất, đạo môn cũng có thể ngưng tụ ra đại quân đạo binh để ứng phó, nếu như vậy thì việc giết chết Khương Tuyết Dương căn bản chẳng có nửa điểm do dự. Bọn họ hiện tại từ đầu đến cuối mãi không hạ quyết tâm, suy cho cùng là vì lòng người bất hòa, thậm chí đạo môn còn thiếu nhân vật lãnh đạo quân. Hứa Tấn đã nhiều lần thất bại khi thi đấu với Khương Tuyết Dương, còn Trương Chi Viễn lại đã từ bỏ chức trưởng giáo núi Long Hổ, đạo môn căn bản không có người có thể dùng được. Đáng tiếc bọn họ không biết rằng Tạ Lưu Vân đã xuất thế ở Sơn Hải Quan, còn đạo môn sắp tới sẽ vì ông ấy mà phục hưng. So với sự rụt rè của họ, tôi ngược lại hy vọng đạo môn hôm nay có thể vứt ra một người cùng Khương Tuyết Dương tử chiến hôm nay quyết chiến có tôi và thùy họa ra tay tương trợ chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội thắng nếu như đợi đến khi tạ lưu vân chủ trì đạo môn có ông ta tự mình tập kết đại quân đạo môn chúng tôi chỉ có thể lén lút bỏ chạy đến sơn hải quan mà thôi bởi vì thời đại mặt pháp chưa kết thúc đạo môn sẽ không xuất quan tranh phong cùng dã tiên quân đoàn giã tiên của Liễu như thị chúng tôi còn không thể ngăn cản đừng nói đến tạ lưu vân tự mình chỉ huy đại quân đạo môn chứ đạo môn hữu tâm vô lực trước khi tạ lưu vân xuất thế không ai có thể đối kháng với khương tuyết dương tôi có thể lý giải được âm ty các ngươi không hiểu vì sao lại trần trừ do dự từ đầu đến cuối không hạ quyết tâm tấn công hồ ngưỡng thiên âm ty có mệnh bà thiên tôn thủ hộ lẽ nào còn sợ một phá quân cảnh giới hợp đạo chưa thành hay sao toàn cơ thượng sư nói toàn cơ thượng sư có điều chưa biết âm ty bọn tôi trước khi nhập thế đã nhận được mật ý của mệnh bà thiên tôn không được tham dự vào cuộc chiến vây quét khương tuyết dương trung quỳ nói nếu nói như vậy mệnh bà là muốn các ngươi đến xem kịch sao toàn cơ thượng sự lạnh lùng hồi đáp trung quỳ không đáp ngay lau lau mồ hôi không biết âm ty có nỗi khổ gì chăng hứa tấn hỏi chỉ là thuận theo ý thiên tôn không biết lý do trung quỳ đáp ba bên lại rơi vào bế tắc uy lực của phong dương trận hôm qua đã lĩnh giáo qua hôm nay không ai muốn nếm thử nó giấu kín suy nghĩ trong lòng nhưng muốn bọn họ bỏ qua tham lang bọn họ lại không cam tâm Đạo môn muốn rửa sạch nỗi nhục nhã mà Khương Tuyết Dương để lại, Bồng Lai Tiên Đảo là muốn báo thù cho độc tử, còn Âm Ti bọn họ là thật sự đến để xem kịch hay. Chỉ cần vị đại nhân vật kia không truyền âm ti, bọn họ sẽ chỉ có thể nhìn Ma đạo từng bước từng bước trỗi dậy mà thôi. Đến cả Sát Phá Lang Tam Phương Tứ Tránh chẳng qua cũng chỉ là cái cớ của bọn họ đưa ra, vận khí của Ma đạo đã suy kiệt đến nỗi đao trấn yêu cũng không thể thu phục, thiên tôn tại thế cũng chỉ có hai vị, cứ cho là Sát Phá Lang có thể Tam Phương Tứ Tránh đi nữa thì có thể thay đổi được gì nào? huống chi hiện tại cho dù ma đạo có phục hồi thì cũng không lập tức cùng bọn họ tranh giành thiên hạ dựa theo giáo lý của ma đạo tổ sư dù thế nào cũng phải đợi đến khi thời đại mạt pháp kết thúc lúc thần ma loạn vũ mới mượn danh nghĩa cứu thế để nhập thế mà lúc đó chư thần hạ giới thiên tôn ra tay phá hủy ma đạo cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi một câu thôi đã nói rõ rồi bọn họ căn bản không quan tâm tương lai thứ mà bọn họ quan tâm chỉ là hiện tại thôi sự nhục nhã và thù hận hiện tại mới là điều khó chịu nhất Tình thế rằng co hiện tại của ba bên khiến tôi cười thầm, thế nhưng rất nhanh liền không thể cười nữa. Bởi vì dưới chân một ngọn núi rất xa, có người truyền đến một tin, trưởng giáo núi Long Hổ Trương Chi Viễn lên núi Trung Nam rồi. Trương Chi Viễn đến rồi, có nghĩa là Tạ Lưu Vân cũng đã đến. Tôi và Thùy Họa nhìn nhau, chuẩn bị lên hồ ngưỡng thiên. Không thể chậm chế nữa rồi, tuy nói tập hợp nhân tâm cần một khoảng thời gian, nhưng phá trận thì không cần. Sau khi biết được Tạ Lưu Vân có lưu lại bút tích kinh thiên ở Đàm Cửu Long, tôi không hề nghi ngờ về thực lực bố trận của tạ Lưu Vân. Chỉ cần trận pháp bị phá, đầu tiên không cần biết chiến lực của tạ Lưu Vân ở kiếp này như thế nào, chỉ cần người của đạo môn và bồng lai tiên đảo liên thủ cũng đủ đem chúng tôi ăn đến chết rồi. Ngay sau đó tôi và Thùy họa động thân pháp, phá không bay về hướng hổ ngưỡng thiên. Hai người này là ai? Thần niệm rất mạnh, mau cản họ lại, tiên thiên canh kim, nữ nhân tóc trắng kia là phá quân đó. Người còn lại chắc chắn là ma đạo tổ sư hiện tại tạ lan rồi không nói lên thân phận của chúng tôi thì còn tốt sau khi nói ra những người định ngăn cản chúng tôi lại thêm vài phần cố kỵ đợi đến khi bản tôn của toàn cơ thượng sư tự mình tiến đến giết tôi chúng tôi đã lách mình vào phạm vi che đậy của phong dương trận của khương tuyết dương rồi đạo tổ nhân đạo đạo đức thiên tôn đã từng giảng kinh ở hồ ngưỡng thiên và để lại nơi đây một giảng kinh đình sau này được mở rộng thành giảng kinh lâu giảng kinh lâu có lưng tựa vào vách đá mặt phía tây của đỉnh phía nam phía trước chính là hồ ngưỡng thiên kia mà Khương Tuyết Dương sở dĩ bố xuống phong dương trận chính là lấy hồ ngưỡng thiên làm mắt trận. Nước của hồ ngưỡng thiên tuy là hậu thiên hậu hành, nhưng bởi vì nằm ở đỉnh núi, mỗi ngày đều mượn mặt trời, mặt trăng tôi luyện tinh túy, trong đó bao hàm sức mạnh của quý thủy đã tiếp cận vô hạn với tiên thiên. Từ xa xưa gió và nước bất phân, gió là tốn, một quẻ trong bát quái ngũ hành đếm cây, lại gắn liền với dương khí, còn quý thủy thì có thể giúp nuôi dưỡng tinh hoa trọng lâu, lại cùng với gió âm dương tương tế, lấy hổ ngưỡng thiên làm mắt trận bố xuống phong dương trận quả thật là bút tích đến từ thần. Chỉ cần không xuống hổ ngưỡng thiên, chỉ dựa vào phong dương trận này, hôm nay Khương Tuyết Dương đã bất khả chiến bại rồi. Thấy được điều này tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, đây chính là bản lĩnh của tham lang ma đạo. Trước đây nhận lấy sự công kích dữ dội từ bốn phương tám hướng, cũng chỉ có tham lang hộ pháp thiên tôn mới có thể bảo vệ. Tuy rằng cuối cùng vạn tiên trận vẫn bị phá, nhưng đó cũng là sau khi tin tức ma đạo tổ sư tử chiến ở vực trả hồn truyền đến tôi và thùy hỏa đã đi vào phong dương trận trong khoảnh khắc đầu tiên khương tuyết dương cảm nhận được khí thức thần niệm của chúng tôi sát cơ của phong dương trận mới thu liếm không phát ra đợi đến khi tôi và thùy hỏa đã ra khỏi phong dương trận liền đưa mắt nhìn về khương tuyết dương đang đứng ở giảng kinh lâu mỉm cười ngay lúc tôi vẫn còn do dự không biết có nên gọi cô ấy là sư phụ hay không thì khương tuyết dương đã cúi người hành lễ với tôi Mở miệng nói lớn, Tuyết Dương bái kiến Ma đạo tổ sư. Chương 247, Lưu Vân xuất thế 1. Lúc nghe Khương Tuyết Dương hô lên bốn chữ Ma đạo tổ sư, tôi cảm nhận được tất cả mọi người ở ngưỡng thiên trì trong phút chốc đều đang ngước nhìn tôi. Đệ tử thập Ma đạo, tu vi thực lực đều không phải Hồ tộc Thanh Khâu có thể so bì được, bên trong có sư thúc, sư huynh của toàn chân giáo mà tôi đã từng gặp trước đây, cũng có nhiều khuôn mặt lạ lẫm chưa từng gặp qua. Tu vi thấp nhất cũng phải tầm đỉnh phong huyền quan đa số trong đây đều là cảnh giới nguyên thần, cũng không rõ Khương Tuyết Dương làm cách nào tìm được nhiều tinh anh đệ tử ma đạo như thế, càng hiếm có hơn là ý chí của họ trước sau vẫn không thay đổi, đối diện với kẻ thù cường đại vẫn nguyện chiến đấu vì ma đạo, chỉ xem ngưỡng thiên chỉ như cung vô danh năm đó. Sau khi trận chiến ở Đàm Cửu Long kết thúc, nhân gian đã không còn ma đạo tổ sư, vận mệnh của ma đạo cũng dường như ngay giây phút ông ta bước xa một bước đó dần dần tan biến mất rồi. Đến hôm nay, tôi lấy danh nghĩa của tổ sư tái xuất nhân gian, tuy rằng thực lực kém cỏi nhưng không dám tự xem nhẹ bản thân. Đối diện hành lễ của mọi người với tôi, tôi thản nhiên nhận lấy, trong miệng đọc, ngũ hành vì ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Quỷ thần minh minh, tự ý tự lượng, tổ sư đã quay lại, chúng thần nguyện vì tổ sư vào sinh ra tử. Ma đạo nhập thế, tái khởi phong vân, trong nháy mắt, chiến ý tại ngưỡng thiên chỉ bùng nổ như sóng cuộn giạt rào. Bên trong huyền quan của tôi, dù không có một cơn gió nào cả nhưng cờ chiêu hồn vẫn tự chuyển động, vận mệnh ma đạo thuận theo sát phá lang tam phương tứ chính đột một dâng cao. Sau khi lộ mặt, vì tình hình cấp bách, chúng đệ tử ma đạo trở về trận pháp lần nữa, tôi và Thùy Họa đi theo Khương Tuyết Dương bước lên giảng kinh lâu. A à Lê gặp tôi, buông cung tiến trong tay xuống vui vẻ bổ nhào về phía tôi, hai tay ôm lấy eo tôi, khuôn mặt nhỏ lướt nhẹ trên ngực tôi, gần gũi đến mức không diễn tả thành lời cô bé có thể đến được thế giới này hoàn toàn là nhờ vào tôi rất dễ nhận thấy cô bé thật sự thích thế giới này đợi cô bé và tôi tách ra thùy hòa tiến lên đứng trước mặt a lê quỳ một đầu gối xuống hướng a lê nói mà đạo lâm thùy hòa tạ ơn cứu mạng của cô nương nếu như không nhờ a lê bắn mũi tên làm gãy lệnh bài trong tay liễu như thị giã tiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu lui binh mũi tên của a lê không chỉ cứu mạng tôi và thùy hòa cũng đã cứu cả hồ tộc thanh khâu thậm chí có thể nói mũi tên đó của A Lê cũng đã cứu sống toàn bộ ma đạo Nếu tương lai tôi xây lại cung vô danh, nhất định phải dựng một bức tượng ở trong điện anh hùng cho A Lê sau khi thủy họa được phong làm tướng quân, khí độ phi phàm, không thể dùng toàn lực, quỳ một chân xuống đã là cảm kích lớn nhất của cô ấy. A Lê bị dọa đến thất kinh hồn vía, không biết nên phản ứng ra sao, mở to đôi mắt tròn xoay nhìn tôi. A Lê, nhóc có nguyện ý gia nhập ma đạo không? Có phải gia nhập ma đạo xong, liền có thể ngày ngày đi theo anh không còn có nhiều đồ ăn ngon nữa a lê suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao mới tốt khương tuyết dương mỉm cười xen vào đúng vậy nếu nhóc gia nhập ma đạo mỗi ngày ta đều sẽ nấu ăn cho nhóc được ta đồng ý gia nhập ma đạo a lê dùng lực gật đầu giữa bầu không khí căng thẳng bởi vì sự xuất hiện của a lê liền trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều chính tại lúc này từ một góc của giảng kinh lâu có thêm một hình bóng mang vóc người thước tha tiến về phía tôi chính là phật gia của vương gia có thể gặp cô ấy ở đây tôi không hề bất ngờ bởi vì ngày đó khương tuyết dương từng nói phật gia là người có lai lịch bất phàm còn từng muốn để tôi cưới phật gia làm vợ thật ra lúc đó khương tuyết dương vẫn chưa nói hết câu này phải rất lâu về sau tôi mới biết dự tính thật sự trong lòng cô ấy bái kiến sư huynh phật gia đi qua hành lễ với tôi uy nhuy tạ lan bây giờ đã không còn là đệ tử của ta con không cần tiếp tục gọi cậu ta sư huynh nữa đâu khương tuyết dương nói trong lòng uy nhuy tạ lan vĩnh viễn là sư huynh của con phật gia trước giờ ngoan ngoãn vậy mà lại đột nhiên nói một câu như thế khương tuyết dương âm trầm nhìn cô ấy một chút nói được thôi hy vọng con sẽ nhớ kỹ câu mà con đã nói ngày hôm nay không chỉ có mỗi ánh mắt của khương tuyết dương nhìn phật gia đầy thâm ý ngay cả thùy họa cũng vậy có phải cô thích tạ lan không thùy họa mở lời hỏi phật gia Phật gia biết rõ quan hệ của tôi và Thùy Họa, nghe cô ấy ép hỏi, liền bất giác đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Tôi cảm thấy Thùy Họa hỏi hơi đường đột, muốn nói điều gì đó, ai ngờ cô ấy lại nói, "Ta và Tạ Lan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa hành đại lễ không được tính là vợ chồng thật sự, huống hổ phối âm dương vốn không thuộc lễ pháp. Nếu cô thật lòng thích anh ấy, ta bằng lòng nhượng bộ, đồng ý để anh ấy cưới cô làm vợ." Chương 248, Lưu Vân xuất thế hai thật sự không ngờ tới thùy hỏa sẽ nói ra lời như thế tôi vội vã khuyên cô ấy nhưng tôi chưa kịp mở miệng cô ấy liền nói tạ lan tình cảm anh đối với em em tất nhiên hiểu rõ nhưng mà ma đạo tổ sư và phá quân vốn không thích hợp trở thành đạo lữ mới đầu nếu không phải vì phá quân không thể buông bỏ chấp nghiệp lao xuống sông vong xuyên báo thù cho ma đạo tổ sư ma đạo cũng không thể chỉ trong một đêm mà tiêu vong lời thùy họa nói tuy rằng tàn nhẫn nhưng lại là sự thật chẳng qua tôi không chấp nhận sự thật này mà đạo tổ sư là người trọng tình hào sảng, đạo tổ của hai bên khác không trải qua tình duyên là bởi vì đã bước lên cảnh giới vong tình, mà cả đời ma đạo tổ sư không cưới lại vì có căn nguyên khác. Ma đạo tổ sư vẫn chưa thể cầm kiếm chặt đứt dây tơ tình, cho dù tạ lan tôi có thể làm được, tôi cũng sẽ không làm. Em đã không còn là phá quân năm đó nữa, anh cũng không phải vị ma đạo tổ sư đã tử chiến ở vực trả hồn, em hà tất gì nhắc lại lời này chứ. Tử sinh khế khoát, dư tử thành thuyết, những lời này do chính miệng em nói ra cơ mà tôi nói giải thích câu tử sinh khế khoát dư tử thành thuyết nghĩa là sống chết cùng nhau vượt qua gian khổ nguyện cùng người tạo nên lời thể ước hết giải thích thùy họa cô không cần nhiều lời nữa cho dù có tái diễn lại bị kịch năm đó ta cũng không muốn hai người chia tay nhau khương tuyết dương nói tôi chỉ hỏi phật gia đâu có hỏi hai người thùy họa nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phật gia căn bản không thèm để ý tới khương tuyết dương lúc trước tôi đã nói trong lòng uy nhuy tạ lan vĩnh viễn chỉ là sư huynh Thùy Hỏa trầm mặc không nói gì, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi, học theo Khương Tuyết Dương nói, hy vọng cô sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, vẫn xin vương cô nương niệm tình đồng môn mà tha cho anh ấy một lần. Tuy rằng giảng kinh lâu không có người ngoài, lúc này đây đại địch đang ở phía trước, tôi cũng không ngờ Thùy Hỏa sẽ đột nhiên nói ra mấy lời này. Không chỉ mỗi tôi kinh ngạc, thần sắc của Phật gia cũng bất ổn, bầu không khí trở nên có chút khó xử. Thấy vậy tôi liền kéo Thùy Hỏa qua một bên, hỏi cô ấy tại sao lại đột nhiên nói mấy lời đó không nên hoài nghi tình cảm của tôi dành cho cô ấy tạ lan ở kiếp này anh sẽ có rất nhiều kẻ thù tạ lưu vân tính một người sư đệ phật gia của anh cũng được xem là một người mà sư đệ anh còn đáng sợ hơn cả tạ lưu vân phật gia không hề có tu vị lại là nữ tử lương thiện dịu dàng cô ấy làm sao có thể hại anh chứ đó chỉ là bây giờ đợi sau khi cô ta thức tỉnh túc mệnh anh liền sẽ hiểu ngay thôi có phong dương trận thủ hộ ngưỡng thiên trì giảng kinh lâu tạm thời vẫn rất an toàn. Thùy họa sách gói hành lý bước vào nội phòng, không lâu sau đó liền thay bộ giáp sắt nặng nề màu đen mà hồ tộc thanh khâu may cho cô ấy. Nhìn bạch hồ trên gương hộ tâm, vẻ mặt khương tuyết dương lộ ra vẻ bi thương. Cũng may, tộc nhân của Lưu Phong Thiên Tôn không bị giã tiên tiêu diệt. Nếu không khi xuống cửu tuyền, chúng ta có mặt mũi nào mà gặp cô ấy? Khương Tuyết Dương nói, há nói không cùng y phục, cùng quân cùng y bào. Lưu Phong Thiên Tôn vốn không dáng xuống, cô ấy vĩnh viễn sống mãi trong tim ta. Nói xong câu này, Thùy Họa lại hỏi đến nguy hiểm của ngày hôm nay. Ta lấy ngưỡng thiên chỉ hóa nhập vào phong dương trận, âm ti không hành động thì sẽ không một ai có thể phá được trận pháp của ta, nơi này tạm thời an toàn. Khương Tuyết Dương nói, côn lôn tiên đạo thì sao? Tôi hỏi, toàn cơ thượng sư đã chịu thiệt một lần, cảnh giới của bà ta tuy rằng cao, nhưng không phải người nắm giữ thế cờ của tiên đạo ở nhân gian, chỉ cần giao chỉ tiên tử không hạ quyết tâm, người của tiên đạo sẽ không ồ ạt vây công ngưỡng thiên trì tiên đạo sớm đã không xem ma đạo làm đối thủ chân chính đối thủ của họ là hàm cốc quan của nhân đạo thời đại mạt pháp chưa kết thúc tiên đạo sẽ không nhập thế ở điểm này cô không cần phải lo lắng người cô cần lo lắng là một người khác thùy họa nói ai khương tuyết dương hỏi tạ lưu vân hắn đã xuất thế rồi sao khương tuyết dương kinh ngạc thốt lên hai ngày trước tạ lưu vân đã xuất thế ở sơn hải quan lúc ta và tạ lan leo lên đó người của hắn đã xuống chân núi rồi. Tên của người, bóng của cây, tạ Lưu Vân 100 năm trước đã làm kinh động cả đạo môn, hôm nay hắn lại lần nữa xuất thế, đạo môn ắt phải được hắn thống nhất. Phủ thiên sư năm đó bởi vì chuyện của hàm cốc quan còn từng xảy ra bất đồng với hắn, chẳng qua từ lúc tôi thấy hắn giơ cao cờ chiêu hồn nhân đạo trong quan tài chấn hồn, tôi liền biết thỏa hiệp này là cả nhân đạo. Hàm cốc quan đã thừa nhận tạ Lưu Vân, đồng thời cũng giao cờ chiêu hồn cho hắn. Kiếm trảm cửu long, mưu tính giết Hoàng Hà Bát Đại Vương, diệt hồn phách ma đạo tổ sư. Tuy rằng âm ty so sánh hắn với Khương Tuyết Dương, chỉ là hiện giờ Khương Tuyết Dương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, có lẽ cả ba người chúng tôi hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ bên cạnh hắn còn có thêm một chương chi viễn, tại Sơn Hải quan chỉ tình cờ lướt một cái tôi liền nhận ra tu vi của trương lão đạo sau hai năm đã đến được cảnh giới nửa bước thành thiên tôn. Có sư huynh liên thủ, vận mệnh nhân đạo đột một dâng cao. Giao chỉ tiên tử trì hoãn không hạ quyết tâm tiến đánh ngưỡng thiên trì, một là kiêng rẻ quy tắc của thời đại mặt Pháp, hai là bởi vì cố kỵ tạ Lưu Vân của nhân đạo. Chỉ là không biết tạ Lưu Vân đang ở cảnh giới nào. Tôi hỏi, giống như cậu vậy, vượt qua nguyên thần, lấy kiếm nhập đạo. Khương Tuyết Dương nói, trái tim tôi bị dọa đến run rẩy không tu luyện sát kiếm đương nhiên không biết sự khó khăn của sát kiếm. Thì ra những gì tôi có thể làm được, tạ Lưu Vân sớm đã thành thạo từ 100 năm trước rồi chương 249, Kiếm Kinh Phủ Vân một Khương Tuyết Dương nói, từ khi biết được tạ Lưu Vân vẫn sẽ xuất thế, cô ấy liền điều tra câu chuyện về hắn trong đạo môn. Cuối cùng suy tính ra tạ Lưu Vân tu hành có thể cũng là sát kiếm, năm đó một nửa ngọn núi phục như vốn không phải là dùng pháp thuật đạo môn di chuyển đến, mà là bị tạ Lưu Vân dùng kiếm chém tới đó. Tạ Lưu Vân năm đó nếu như có thể lấy kiếm chém núi Phục Nghiêu, lại cần liên thủ với Hoàng Hà Bát Đại Vương làm gì, còn phải chạy đến âm ti trộm nước Hoàng Tuyền nữa chứ thùy họa nói lấy kiếm chém núi phục như vốn không khó chỉ cần mượn lực hỗ trợ của pháp trận và thần phù liền có thể làm được tạ lưu vân không giống như tạ lan chỉ tu luyện sát kiếm hắn đọc hết một lượt đạo tàng vạn pháp đều thông thạo cái mà hắn có chính là thủ đoạn khương tuyết dương nói năm đó đã có được bút tích kinh thiên đến vậy bây giờ tạ lưu vân niết bàn trùng sinh thực lực sẽ chỉ càng mạnh hơn bạch lão quỷ bị vây nhốt ở thành chết oan người âm trong thiên hạ không hề có bất cứ động tĩnh gì vận mệnh ma đạo suy kiệt người nguyện xả thân bảo vệ đạo không nhiều bây giờ ngưỡng thiên trì đã là lực lượng mạnh nhất của ma đạo ta rồi nếu như tạ lưu vân không đến dựa vào phong dương trận chúng tôi vẫn còn có thể thủ hộ được ngưỡng thiên trì chỉ, chỉ đợi sĩ khí đạo môn kiệt quệ liền có thể liều chết sông ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây đợi nhập vào đạo môn nhân gian muốn tiếp tục huy động lực lượng cũng không có khả năng nào nữa tạ lưu vân hiện tại đã lên núi trung nam muốn tiếp tục thủ hộ ngưỡng thiên trì càng thêm muôn vàn khó khăn để tôi đánh với hắn Thùy Họa nhàn nhạt nói, tôi biết cô đã sử dụng được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao, bộ đao pháp này đoạt sát cơ của trời đất, 99-81 đao ngay cả thần ma cũng không dám cản, nhưng mà với cảnh giới hiện giờ của cô thì có thể dùng được mấy đao chứ. Vẹn vẹn ba đao đã hao tổn hết thần hồn của cô rồi. Tuệ nhãn của Khương Tuyết Dương sắc bén, nhìn một cái liền đoán được trình độ chiến lược hiện tại của Thùy Họa. Thời gian không đợi tôi, chỉ có thể lấy mạng để tranh giành thôi. Nếu đợi tôi quay về từ âm ti, Đao ý của phá quân bên bờ sông vong xuyên chắc chắn có thể khiến tu vi của tôi tăng vọt đến lúc đó lại chiến đấu với đạo môn trong thiên hạ cần gì phải kinh sợ như vậy thùy họa nói phá quân năm đó một đao chém nước sông vong xuyên sau đó oán hồn tuy rằng đã bình phục nhưng mà bờ sông vẫn lưu lại đao ý của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao như xưa quân tử bất hoạn vô lượng kiến đại tắc lượng đại đao của thùy họa cũng giống như vậy cô ấy tuy sở hữu pháp quyết của phá quân nhưng không có tận mắt chứng kiến uy mãnh của phá quân vì thế hiện giờ nếu như cô ấy cưỡng ép chế ngự, chỉ động một chút liền phải trả giá bằng việc đốt cháy thần hồn, bắt buộc bản thân xuất đao. Cô nói không sai, chính là thời gian quá ngắn. Vì thế nên trận chiến này chúng ta không thể đánh, chỉ có thể chạy, sống sót mới có hy vọng. Tôi chấn thủ ngưỡng thiên trì, cô mang theo tổ sư rời khỏi đây đi. Khương Tuyết Dương nói, ha ha, cô đừng hòng. Thùy Hòa cười lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi giảng kinh lâu. Tâm ý của cô ấy tôi và Khương Tuyết Dương đều thấu hiểu, tha chết chứ quyết không chạy trốn. Nếu đã như vậy, chỉ có thể tử chết. Nếu đã quyết tâm tử chiến, sau khi Thùy Hòa xuống lầu liền bắt đầu ngưng tụ khí tức của tiên thiên canh kim giữa trời đất, đồng thời cả người bắt đầu tỏa ra quân uy. Hơi thở phong dương trận sụp sôi, mỗi lần biến trận đều dẫn phát thiên tượng biến hóa, Khương Tuyết Dương tự mình nhập trận xong, phong dương trận càng thêm cường đại mạnh mẽ, thu nạp rất nhiều uy thế phong vân. Tôi xuất kiếm vô hối xong kiếm ý tràn khắp huyền quan, thất sát kiếm tuy không bằng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao đoạt hết sát cơ trong trời đất, nhưng mà kiếm thứ bảy của tôi cũng không ai có thể ngăn cản nổi. Chỉ dựa vào một lĩnh vực kiếm khí, liền có thể giết ra được một con đường máu trong vạn quân. Quân uy của Thùy Hỏa, pháp trận của Khương Tuyết Dương, lĩnh vực kiếm khí của tôi, còn có thần tiến của A Lê Canh giữ bên cạnh, cho dù thủ đoạn tạ Lưu Vân có thông thiên, trận chiến này cũng không phải không có được một chút phần thắng nào. Chỉ là nếu làm như vậy, Chẳng khác nào đem toàn bộ vận mệnh của ma tộc đặt hết vào trận chiến này, chịu đựng không nổi bất kỳ tổn thương. Giờ khắc này trên Ngưỡng Thiên trì ngưng tụ sát ý, chỉ đợi đám người Tạ Lưu Vân đến tấn công. Tạ Lưu Vân cầu kiến Ma đạo tổ sư đương nhiệm, nửa ngày sau, dưới núi truyền đến một tiếng thần niệm truyền âm, thần niệm mạnh đến mức xé nát bầu trời. Chương 250, kiếm kinh phủ vân 2. Lòng tôi sừng sốt, vào lúc này Tạ Lưu Vân không phải nên chỉnh đốn đạo môn để tiến đánh Ngưỡng Thiên trì sao? ngay bây giờ lên núi gặp tôi làm gì chứ? Chính tại lúc đó, tôi nhìn thấy Phật ra đi xuống giảng kinh lâu, đứng ở xung quanh phong dương trận rồi nói với Khương Tuyết Dương, sư phụ, trận chiến này tuy nhìn giống đang ở trong thế hỏa thiêu liên doanh, nhưng lại là một thế cờ hòa, cơ hội xoay chuyển tình thế đều nằm trên người tạ Lưu Vân. Giải thích, thế hỏa thiêu liên doanh là ý chỉ chiến tranh mô thuộc vào thời kỳ Tam Quốc. Hết giải thích, từ lúc nhìn thấy mà đạo tổ sư đánh cờ với tạ Lưu Vân trong quan tài chấn hồn, Phật gia vẫn luôn nhớ mãi không quên, tu hành xong đều thường xuyên quan sát đạo kỳ ngộ. Ý của con là muốn ta để tạ Lưu Vân lên ngưỡng thiên trì sao? Khương Tuyết Dương hỏi, vâng ạ, à, Phật ra gật đầu, được, ta nghe theo con, để tạ Lưu Vân lên đây, diện kiến thiên hạ hành tẩu núi Long Hổ đời trước thử một lần xem sao. Khương Tuyết Dương nói xong, phong dương trận biến đổi, chuyển ra một đạo sinh môn. Trong phút chốc, tạ Lưu Vân bay lên ngưỡng thiên trì. Hôm nay hắn đã không phải là vị thiếu niên trẻ tuổi trên sân hải quan, mỗi một cử chỉ hay động tác đều mang thần niệm mạnh mẽ. Mặc một thân đạo bào xanh đen, lưng đeo song kiếm. Kiếm phân thư hùng, chính là kiếm tam ngũ trảm tà thư hùng mà Trương Thiên Sư sau khi phi thăng ở tổ đình nhân đạo lưu lại núi Long Hổ. Đôi kiếm này, vốn dĩ là do trưởng giáo núi Long Hổ và thiên hạ hành tàu các đời sở hữu, đến bây giờ truyền hết toàn bộ cho tạ Lưu Vân. Từ khi từ biệt ở quan tài Trần Hồn, tuy cũng đã nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại hắn, nhưng không ngờ sẽ là tại ngưỡng thiên trì trên núi Trung Nam Tạ Lưu Vân vừa tới, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ những gì ở đây, mỗi ánh mắt đều không giống nhau. Ánh mắt Thùy Hỏa vẫn lạnh nhạt như cũ, khí cơ khóa chặt trên người Tạ Lưu Vân, trong mắt cô ấy chỉ có phe địch và phe ta. Thần tình Phật ra không hề thay đổi, cô ấy đã gặp qua Tạ Lưu Vân một lần. Mà ánh mắt của Khương Tuyết Dương lại nóng rực, âm ti so sánh hai người bọn họ với nhau, trước khi túc mệnh tham lang của Khương Tuyết Dương thức tỉnh vẫn luôn xem Tạ Lưu Vân như thần tượng, giờ phút này gặp được chính hắn, tất cả cơn sóng trong lòng chắc chắn đã nhấp nhô cuộn trào. Tạ Lưu Vân vừa lên núi xong, quan sát tình hình xung quanh, sau đó làm một động tác khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Hắn vậy mà lại hành lễ với Phật gia trước, mà còn là lễ của vãn bối đệ tử. Phật gia giật mình sửng sốt, rõ ràng cũng nghĩ không thông vì sao Tạ Lưu Vân lại hành lễ tiết này với cô ấy. Hành lễ với Phật gia xong xuôi, Tạ Lưu Vân thay phiên hành lễ với Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa, lần này lại là lễ tiết ngang vai vế. Khương Tuyết Dương hồi lễ hắn, Thùy Họa lại không thèm động đậy, Tạ Lưu Vân cũng không vì thế mà tức giận, tiến thẳng bước về phía tôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tạ Lan, người trưởng thành còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mệnh số đã định, không phải bản lĩnh của Tạ Lan. Tôi trả lễ hồi đáp, từ lúc tôi bái sư học đạo, năm nay đã là năm thứ ba rồi. Ba năm nhập đạo, lĩnh ngộ thất sát kiếm, nhìn ra cả đạo môn dù không tính là thiên tụng kỳ tài, thì cũng là nhân vật hiếm có. Chỉ là trong lòng tôi hiểu rõ, tôi có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, toàn dựa vào mệnh cách thất sát và cơ duyên mà ma đạo tổ sư truyền lại. Nếu chỉ dựa vào mỗi ngộ tính căn cốt của bản thân tôi, vào những năm còn sống chưa chắc có thể lấy kiếm nhập đạo. Bản thân mệnh số chính là một phần của thực lực, lẽ nào đến tận bây giờ ngươi vẫn không nhìn thấu hay sao? Tạ Lưu Vân mỉm cười, lời lẽ giống như người huynh trưởng ôn hòa dặn dò nói. Không phải tất cả những gì bỏ ra đều sẽ có đền đáp, cũng không phải tất cả những tấm lòng đều xứng đáng bảo vệ, thiếu đi mệnh số đến cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng trách ông trời phụ lòng tôi. Gia Cát Lượng tài trí đến vậy, đáng tiếc vừa xuất sư vẫn chưa kịp giành được thắng lợi đã chết rồi. Tây sở bá vương uy mãnh đến thế, nhưng chỉ đành nuốt hận ô giang, không còn mặt mũi đối diện với phụ lão ở Giang Đông. Mà đạo tổ sư có lợi hại bao nhiêu, nếu không phải sát phá lang tam trinh tứ phương, cũng chẳng thể đi được đến bước cùng tiên nhân hai đạo chia thiên hạ thành ba phần, càng đừng nói gì mà hậu sinh khả úy nếu chỉ tất cả công lao quy về nỗ lực của riêng mình đó mới thật sự là vô tri người mạnh như thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng cũng lưu lại tám chữ phụng mệnh của trời tồn tại mãi mãi khắc trên ngọc tỷ truyền quốc đạo lý này tôi cũng gần đây mới thông suốt được vì thế khi nghe thấy tạ lưu vân nói mấy lời ấy tôi mới cảm tạ hắn từ tận đáy lòng ngươi là kẻ địch của bọn ta bây giờ chạy lên đây để làm gì a à, lê tay cầm chắc cung tiến nhắm chuẩn vào tạ lưu vân rồi nói cho dù là kẻ mạnh như Tạ Lưu Vân, đối diện với mũi tên của A Lê, cũng khẽ nhân mày. Tiến ý thật mạnh mẽ, ngươi là ai? Ta tên là A Lê, người của bộ tộc Đông Di, là anh Tạ Lan đã mang ta từ trong bí cảnh tuyết vực ra đó. A Lê trả lời như vậy khiến tôi không biết nói sao, nhớ lại lúc mới gặp cô bé, lần đó cô bé chính là mang bộ dạng không biết giấu giếm này, người khác hỏi cái gì là trả lời cái đấy. Nghe A Lê nói ra bốn chữ bộ tộc Đông Di, thần tình Tạ Lưu Vân khẽ biến, liền hỏi tôi người bắn tên khiến pháp thân toàn cơ thượng sư bị thương chính là cô bé này ừ tôi gật đầu có thể ra tay dưới mắt thiên đạo không biết là vị thái cổ ma thần nào giáng xuống vậy ý chí của thái cổ ma thần không bị tận diệt dưới mắt thiên đạo không một ai dám sử dụng sức mạnh ý chí của những vị đó a lê đã bắn tên làm thân pháp của toàn cơ thượng sư bị thương thấy rõ vị thái cổ thần ma ban tặng sức mạnh ý chí cho cô bé đã tiêu tán vì thế tạ lưu vân mới hỏi câu này nguyệt ma tôi thản nhiên trả lời sự thật cái chết của thái cổ ma thần vượt xa so với thiên tôn tôi không muốn che giấu tin tức về cái chết của nguyệt ma huống hồ cũng đâu có giấu được hắn ta nghe được nguyệt ma đã giáng xuống tạ lưu vân lộ ra vài phần thương cảm kẻ mạnh tuyệt thế có thể tranh đấu với thiên đạo bất luận thiện ác công quá bản thân người đó vẫn xứng đáng được tôn kính không biết lưu vân đạo hữu đến ngưỡng thiên trì là có mục đích gì khương tuyết dương hỏi ngừng chiến tạ lưu vân nói nhân đạo đã có người trận chiến này chắc thắng không thua tại sao lại ngừng chiến sát phá lang tam phương tứ chính nhân đạo cho dù thắng được cũng là thắng lợi mang tổn thất nặng nề hai bên chúng ta phân tranh kẻ được lợi sau cùng ngược lại là tiên đạo đạo bất đồng bất tương vi mưu nhân đạo và tiên đạo trong cuộc chiến phong thần liên thủ với nhau vì ma đạo quá mạnh hiện giờ ma đạo không xuất thế cường địch của nhân đạo tất nhiên biến thành tiên đạo người lẽ nào không sợ tương lai ma đạo tái xuất lại giống như năm đó ngự trị hai đạo các ngươi hay sao? Khương Tuyết Dương hỏi. Cô cảm thấy có khả năng hay sao? Tạ Lưu Vân hỏi ngược lại. Ma đạo có được cơ hội tạm nghỉ ngơi hoàn toàn nhờ vào việc thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc. Một khi kết thúc, kẻ địch cần phải đối mặt chính là cường giả ở đẳng cấp thiên tôn. Chỉ từ điểm này, Ma đạo đã không có tương lai rồi. Vì thế, cho dù một câu vận hỏi của Tạ Lưu Vân nghe có vẻ rất vô lễ, nhưng lại là tình hình thực tế. Khương Tuyết Dương trầm mặc không nói gì rất lâu sau mới cất tiếng, nếu như Lưu Vân Đạo Hữu có thể bảo đảm đạo môn không ra tay với đệ tử ma đạo ta, ta tất nhiên sẽ tự nguyện ngừng chiến. Các vị theo ta xuống núi là được rồi. Tạ Lưu Vân nói, được, ta bây giờ sẽ giải trừ phong dương trận. Phong dương trận là phòng thủ mạnh nhất của chúng tôi, một khi giải trừ, toàn bộ ngưỡng thiên chỉ lập tức sẽ bạo lộ trước mắt đạo môn, âm ti, và dưới giới hạn công kích của tam phương tiên đạo. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi như hổ đói cho dù là âm ty chỉ đến đây xem kịch hay ánh mắt cũng lộ vẻ sắc bén mập mờ giả sử muốn động thủ đây là cơ hội tốt nhất để tận diệt hết ma đạo hứa tấn ngước nhìn khương tuyết dương sát cơ trong mắt không hề che giấu mà ánh mắt toàn cơ thượng sư nhìn tôi càng thêm ngập tràn oán hận vô bờ bến ta đã đáp ứng thả bọn họ xuống núi các vị không thể tiếp tục động thủ nữa tạ lưu vân nói ha ha người của tiên đạo không cần nhìn sắc mặt của nhân đạo các ngươi tạ lan ngươi diệt nguyên thần của con trai ta Hôm nay bắt buộc phải nạp mạng trả lại. Toàn Cơ thượng sư cười lạnh một tiếng, tiếp tục giải phóng sát ý. Cùng lúc đó, hai vị nửa bước thành thiên tôn đến từ đảo Bồng Lai cũng theo toàn Cơ thượng sư đem sát cơ khóa chặt trên người tôi. Sát niệm của ba vị cách nửa bước thành thiên tôn tập hợp trên người một mình tôi, cho dù tôi đã lấy kiếm nhập đạo, cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Quan trọng nhất là nếu như ba người này thật sự dùng toàn lực giết tôi, tôi căn bản không thể chạy thoát không còn phong dương trận dù Khương Tuyết Dương và Thùy Họa liên thủ cũng không bảo vệ được mạng sống của tôi. Toàn cơ đạo hiếu, xin hãy thu hồi sát niệm. Tạ Lưu Vân tiến một bước vượt lên, chắn trước mặt tôi nói. Tạ Lưu Vân, thời đại thuộc về ngươi đã trôi qua rồi, hiện giờ ngươi không có tư cách nói năng vì thiện với tiên đạo ta. Toàn cơ thượng sư nói, hôm nay nếu bà động võ với Tạ Lan, ta có thể bảo đảm người của tiên đảo bồng lai các người sẽ không có một ai xuống được núi Trung Nam đâu. Khẩu khí lớn thật đó, năm đó ngươi xỉ nhục tiên đạo côn luôn, tiên đạo vẫn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật sự xem tiên đạo ta không có ai hay sao? sư đệ, xuất kiếm đi, dạy dỗ cho đám người tiên đạo kia hiểu rõ những chuyện để có thể làm năm đó, bây giờ vẫn giống như vậy. trương chi viễn lạnh nhạt nói, được, nói xong chữ được, thân ảnh tạ lưu vân bất động, hai kiếm thư hùng đeo trên lưng bay thẳng lên trời, hợp lại làm một trên không trung, phù vân bay loạn xả, kiếm ý ngập bầu trời chương 251, Cát bào đoạn nghĩa, cắt áo đoạn nghĩa tình, một Thanh kiếm tam ngũ trảm tà thư hùng này tuy rằng là pháp kiếm đạo môn, nhưng mà đồng thời cũng vô cùng thích hợp cho người lấy kiếm nhập đạo sử dụng. Điều thần kỳ chính nằm ở chỗ nó là thư hùng song kiếm. Khi tách ra, bất luận là hùng kiếm hay thư kiếm đều phát huy hoàn hảo sức mạnh lôi pháp của núi Long Hổ, mà khi song kiếm dung hợp làm một thể, liền biến thành cực phẩm sát kiếm. Chính cái gọi là đạo một âm một dương vị, thần âm dương bất chắc vị. Thư hùng dung hợp, âm dương bất chắc không nhập ngũ hành mà bản thân kiếm khí cũng không nằm trong hàng ngũ ngũ hành nói ra để so sánh thì khi tam ngũ chảm tà kiếm thư hùng dung hợp uy lực còn vượt xa trên cả thanh kiếm vấn thiên trong tay tôi thời khắc này tạ lưu vân còn chưa xuất thủ mới chỉ xong kiếm dung hợp thôi liền đã kinh động đến mức mây bay trôi giạt khắp bầu trời đợi đến lúc tam ngũ chảm tà thư hùng kiếm hoàn chỉnh quay về tay của hắn hình thành nên thế cục nhất kiếm mạnh mẽ sắc bén càn quét thập cửu châu xem ra chúng tôi vẫn quá xem thường tạ lưu vân rồi mới đầu tôi còn nghĩ rằng nếu chúng tôi toàn lực ứng chiến trận chiến này chưa chắc sẽ thua nhưng mà hiện giờ chưa nói tới việc nhân đạo sẽ liên thủ với tiên đạo hay không cho dù chỉ mỗi mình tạ lưu vân đã có thể giết thẳng lên hồ ngưỡng thiên rồi tạ lưu vân người thật sự muốn động thủ với tiên đạo ta hả sắc mặt toàn cơ thượng sư ngày càng tối sầm lạnh giọng gần từng tiếng hỏi ta đã nói qua trước ta đã đồng ý thả người của ma đạo rời khỏi đây nếu như toàn cơ thượng sư vẫn cố chấp muốn động thủ, vậy chỉ đành thứ cho Lưu Vân lấy kiếm nghênh chiến rồi. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, vậy ý ngươi là nhân đạo dự định sẽ thông đồng với ma đạo đúng không? Một vị lão đạo của tiên đảo bồng lai cười lạnh nói. Thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, sao có thể xem là đồng lõa? Đạo môn tranh đấu liên lụy đến dân sinh trong thiên hạ, 100 năm trước ta đã tận lực ngăn cản đạo môn nhập thế, 100 năm sau tâm ý của ta vẫn không hề thay đổi, Ngươi luôn miệng nhắc tới chúng sinh trong thiên hạ làm cái cớ thoái thác, nằm trong quan tài chấn hồn suốt 100 năm nay ngươi quả đúng đã bị ma đạo tổ sư tiêm nhiễm không ít đó. Toàn cơ thượng sư nhạo báng nói, vấn đề giữa tam đạo chỉ là giáo lý bất đồng, tâm nguyện ban đầu đều vì cứu thế. Tạ Lưu Vân ta là đệ tử nhân đạo, trước đây đã vậy thì bây giờ vẫn thế và tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đợi khi thời đại mạt Pháp chấm dứt ma đạo tái xuất, Tạ Lưu Vân ta nhất định sẽ một lòng tử chiến vì nhân đạo. Nhưng mà hiện giờ, kẻ nào dám tiếp tục ngăn cản người của Ma đạo rời khỏi núi Trung Nam, hãy thử hỏi thanh kiếm Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng trong tay ta trước đi. Lời này vừa thốt lên, người của Tiên đạo Bồng Lai không ai dám nhiều lời phản bác nữa. Trầm mặc một hồi lâu, toàn cơ thượng sư quay đầu hỏi Âm Ty, "Trung quỷ phán quan, Âm Ty các ngươi vẫn muốn tiếp tục đứng yên xem kịch đấy hả?" Suy nghĩ của toàn cơ thượng sư thay đổi nhanh chóng, đối với mấy kẻ ở Tiên đảo Bồng Lai, nếu mà trước lúc Tạ Lưu Vân xuất thế, bọn họ vẫn còn sức mạnh chiến đấu một trận với đạo môn trong thiên hạ, khi đó thắng bại không thể dự đoán trước. Nhưng mà bây giờ tạ Lưu Vân đã xuất thế vượt khỏi trần gian, tiền đảo bồng lai không thể đánh bại nhân đạo đâu, huống hồ tuy ma đạo chúng tôi đã giải trừ phong dương trận, thì vẫn còn Thùy Hỏa và tôi. Trên mặt trung quỳ hơi lộ vẻ trần trừ do dự, hiển nhiên đã bị lời của toàn cơ thượng sư đâm chúng chỗ đau. Vốn dĩ âm ti trong thời đại mặt Pháp đã bị đạo môn áp chế, bây giờ tạ Lưu Vân quay lại rồi, từ nay về sau âm ty càng khó lòng hành sự ở nhân gian. Âm ty là thế giới người chết, đối địch với tất cả người sống là thái độ tồn tại của bọn họ. Âm ty không quản dân sinh có biến cố gì, chỉ biết thu nạp âm linh oán hồn từ nhân gian, người chết càng nhiều thì càng tốt, thậm chí còn hận không thể kéo tất cả mọi người vào lục đạo luân hồi. Một khi đã nhập vào lục đạo luân hồi, vậy thì bất luận người này khi còn sống tu vi có cao thâm đến mấy, cũng đời đời kiếp kiếp chịu sự kiểm soát của âm ty. Ban đầu âm ti chủ động nhúng tay vào tranh đấu tam đạo, bản thân họ chính vì sợ thiên hạ không đủ loạn đấy. Tâm tư của Trung Quỳ tôi có thể đoán ra được, nếu như liên thủ với tiên đảo Bồng Lai, lấy núi Trung Nam làm chiến trường, nhất định có thể tránh trước khi nhân đạo quật khởi thành công trấn áp vận mệnh nhân đạo. Trước kia ta đã nói qua, hôm nay âm ti sẽ không xen vào tranh đấu của tam đạo. Trung Quỳ thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt lắm, ta cũng rất muốn biết âm ti rốt cuộc đang kiêng kỵ cái thứ gì. Trận chiến này hai bên chúng ta liên thủ không những có thể một đòn diệt sạch tàn dư ma đạo mà còn có thể chấn áp vận mệnh nhân đạo, bỏ lỡ cơ hội hôm nay, âm ti các người cứ đợi bị nhân đạo đè đầu cưới cổ đi. Thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, âm ti chỉ xứng nhìn sắc mặt tạ Lưu Vân mà sống thôi đó. Toàn cơ thượng sư nhấn mạnh ba chữ tốt, hiển nhiên bà ta đã bị chọc tức đến mức không thể giữ được bình tĩnh. Khổ khổ, phải nhìn sắc mặt của tạ Lưu Vân sợ rằng không chỉ có mỗi âm ti bọn ta đâu nhỉ. Tuần Dương phán quan còn ân cần đâm thêm một sao. Chương 252, cắt bào đoạn nghĩa cắt áo đoạn nghĩa tình 2. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Tạ Lưu Vân năm đó đã sỉ nhục tiên đạo côn lôn, mà lượng kiếm lần này lại vừa cưỡng chế trấn áp tiên đạo bồng lai. Ngươi, toàn cơ thượng sư tức nghẹn khiến đôi mày lá liễu nhíu chặt lại, nhưng không dám lỗ mãng phát hỏa với người của âm ti. Nếu như thật sự bức ép đám người âm ti kia, thì bên phía tiên đảo bồng lai hôm nay khẳng định sẽ ngã xuống tại đây bà ta và âm ti liên thủ liền có thể áp chế được nhân đạo, mà nhân đạo bắt tay với âm ti thì tiên đạo cũng đối phó không nổi, đặc biệt là dưới tình huống hiện giờ đang trong thời đại mạt pháp tiên đạo không xuất thế. Chuyện ngày hôm nay, người cũng đã tận mắt chứng kiến, sau khi quay về côn lôn ngươi nhất định phải nhớ bảo cung chủ giao trì cho ta một lời giải thích thỏa đáng, tiên đạo nhẫn nhịn lâu đến vậy cũng đến lúc xuất thế rồi đấy. Toàn cơ thượng sư hiểu rõ chuyện hôm nay không có kết quả, đành quay đầu dặn dò đặc sứ cung giao trì thuộc hạ xin cần tuân theo giáo huấn của thượng sư, chỉ là trước khi đến đây cung chủ đã phân phó thuộc hạ hỏi thượng sư một câu. Đặc sứ cung giao chỉ nói, Minh Nguyệt muốn hỏi ta điều gì, ngài ấy muốn ta hỏi thượng sư, đến lúc nào mới có thể thả mộ dung tiên tử quay trở về côn lôn. Mộ dung nguyên duệ ả tiến nhân đó, nếu như không phải ả động xuân tâm tặng kiếm vấn thiên cho tạ lan, con trai ta sao có thể bị hắn hại chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn cơ chứ. Người quay về nói với Minh Nguyệt, mộ dung nguyên duệ hiện giờ đã không còn là tiên tử côn lôn mà là côn lôn nô bộc của đảo bồng lai ta nói xong câu này toàn cơ thượng sư dẫn người rời đi người của tiên đảo bồng lai đều là những nhân vật tựa như thần tiên cưỡi gió mà đến lượn mây mà đi nháy mắt đã không còn một bóng người những đệ tử tiên đạo còn sót lại đều xuất thân từ tiên đạo côn lôn trước khi rời đi đặc sứ cung giao chỉ tới trước mặt tạ lưu vân khom người hành lễ nói bên ngọc thụ côn lôn có một tòa đình đài do công chủ xây lên sau khi tạ hành tàu bỏ đi có tên gọi là lưu vân vô tâm đài nói xong đặc sứ côn lôn cũng dẫn người rời đi sau khi người của tiên đạo đi hết âm ty trung quỳ vấy bút một vòng trực tiếp mở một thông đạo môn đến minh giới đám người âm ty sải bước qua thông môn toàn bộ đều quay về âm ty hiện giờ chỉ còn mỗi người của nhân đạo lưu lại đây mấy người này nể mặt tạ lưu vân tất nhiên sẽ không tiếp tục ngăn cản chúng tôi bảy ngày sau núi long Hổ sẽ tổ chức đại hội đạo môn hiện giờ xin các vị trưởng giáo hãy về trước đi tạ lưu vân thu hồi kiếm lại truyền âm đến bốn phương tám hướng cả đám đệ tử đạo môn đáp lại một câu rồi lần lượt rời đi một khắc sau đỉnh phía nam núi trung nam chỉ sót lại người của phủ thiên sư và toàn chân giáo vẫn ở nguyên tại chỗ không rời bước sắc mặt hứa tấn rất gượng gạo trưởng giáo toàn chân vương trùng càng thêm tối sầm khó coi hơn hứa tấn đại diện cho phủ thiên sư mà phủ thiên sư đã từng là đối thủ của tạ lưu vân Bây giờ tạ Lưu Vân tái xuất quay về làm người cầm cờ của nhân đạo, Phủ Thiên Sư cho dù muốn tiếp tục đối địch với hắn cũng làm gì có tư cách nữa. Chín vị đệ tử hộ pháp nhân đạo, hiện tại đã tôn tạ Lưu Vân làm chủ rồi. Mà toàn chân giáo gặp khó xử lại bởi vì Khương Tuyết Dương, ánh mắt Phương Trùng nhìn sang Khương Tuyết Dương mang cảm xúc vô cùng phức tạp không nói thành lời. Phương trưởng giáo, Tuyết Dương nhận giáo huấn của toàn chân giáo nhiều năm nay, đương nhiên có ơn dưỡng thành. Nhưng mà đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tuyết Dương từ nay xin cắt đứt nhân duyên với Toàn Chân giáo. Ngày sau nếu đôi bên chạm mặt nhau trên chiến trường, đệ tử Toàn Chân giáo không cần thủ hạ lưu tình với ta." Vừa dứt lời, Khương Tuyết Dương hạ người cúi xuống đất, lúc đứng lên khuôn mặt cô ấy đã đẫm lệ. Từ khi còn bé cô ấy đã lên núi Trung Nam, Toàn Chân giáo có ơn dưỡng dục với cô ấy, theo ý nghĩa nào đó mà nói, núi Trung Nam chính là nhà của cô ấy trước khi cô ấy trở thành thiên hạ hành tẩu của Toàn Chân giáo, đã hưởng thụ hết mọi sự sủng ái của sư môn. Sau này đảm nhiệm chức vị Thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, càng tiếp nhận sự tôn sùng tuyệt đối, danh vọng còn vượt xa trên cả vương trùng. Thế nhưng vương trùng lại không hề vì điều đó mà có chút gì đố kỵ hay căm hận cô ấy, thường xuyên kể với người khác, toàn chân giáo có một mình Tuyết Dương đã đủ rồi. Bởi vậy, ngay lúc biết được chân tướng việc Khương Tuyết Dương chính là tham lang của ma đạo, thay vì nói tâm trạng của vương trùng là gượng gạo và xấu hổ, thà không bằng nói ông ta đau lòng tuyệt vọng thì đúng hơn, ông ta đã sụp đổ tựa như chết tâm rồi. Vương Trùng không hề nhận đại lễ của Khương Tuyết Dương, lúc cô ấy không người liền quay mặt sang chỗ khác, lạnh giọng nói toàn chân Vương Trùng gánh vác không nổi một lạy của tham lang hộ pháp thiên tôn. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Khương Tuyết Dương càng thêm trắng bệch, nhưng lại không nói thêm điều gì nữa. Chính tại lúc đó, có một đệ tử toàn chân giáo đột nhiên tiến về phía trước mặt Khương Tuyết Dương, vẫn dùng lễ tiết bái kiến thiên hạ hành tẩu như trước đây. Hành lễ xong xuôi, vị đệ tử toàn chân giáo đó cũng không nói một lời nào, mà rút kiếm pháp sư trai chám chém nứt đạo bào, rồi quay lưng rời đi. Tiếp sau hắn, dường như tất cả đệ tử đều không người kính lễ Khương Tuyết Dương, rồi chém nứt đạo bào. Vừa hay để tạ hành tẩu nhìn rõ, kể từ hôm nay trên dưới toàn chân giáo ta đã không còn bất kỳ mối liên quan gì với Khương Tuyết Dương của ma đạo nữa. Vương Trùng nói, tham lang, kẻ nham hiểm độc ác gian trá xảo quyệt. Từ khi sinh ra chưa từng động chân tình, nhưng vào lúc này đây đôi mắt Khương Tuyết Dương đã đỏ thẫm ướt lệ. Giống như tôi và Thùy Hỏa, ký ức của Khương Tuyết Dương về hộ pháp Thiên Tôn Tham Lang của Ma đạo vừa trống rỗng vừa hiện hữu, còn về một mảnh tàn hồn của chín kiếp Tham Lang cũng đã sớm theo bước chân của Ma đạo tổ sư và phá quân rời khỏi nhân thế rồi. Chương 253, một đám vô sĩ một. Khương Tuyết Dương từ biệt toàn chân giáo xong, đoàn người chúng tôi liền rời khỏi núi Trung Nam. Tạ Lưu Vân vẫn luôn đi theo chúng tôi, xuống đến chân núi hắn gọi tôi lại Tạ Lan, trước khi đại hội đạo môn diễn ra ta muốn đến Côn Lôn một chuyến người có muốn đi cùng với ta không ta không vội đâu người cứ bàn bạc kỹ lưỡng với họ trước đi mộ dung nguyên rễ bị toàn cơ thượng sư bắt về đảo bồng lai đoạn nhân quả này vẫn chưa được giải trừ tôi cũng muốn đi cùng hắn một chuyến nhưng mà hắn ta là người cầm cờ của nhân đạo tôi là ma đạo tổ sư tôi không biết mình có nên đồng hành cùng hắn hay không lúc trước thùy họa nói cô ấy sẽ cùng tôi tới đảo bồng lai nhưng mà với thực lực của hai người bọn tôi cho dù có tới đảo bồng lai cũng khó thành sự được nếu như tạ lưu vân đi theo giúp tôi chắc chắn có thể cứu mộ dung nguyên duệ thoát ra ngoài lòng tôi trần trừ lưỡng lự nhìn sang khương tuyết dương tạ lan đi theo hắn đi khương tuyết dương nói cô tin tưởng tạ lưu vân đến vậy sao thùy hòa hơi cau mày nghi hoặc hỏi người trong thiên hạ đều có thể giết tạ lan chỉ riêng tạ lưu vân không thể chính tay giết chết cậu ta được tại sao thùy hòa hỏi năm đó nếu như không phải hắn ta trộm lấy mạng của tạ lan trước tạ lan cũng sẽ không có tế ngộ hôm nay tất cả những điều này đều do hắn mà ra khương tuyết dương nói rất đúng những gì tôi gặp phải hôm nay toàn bộ là tại tạ lưu vân ban cho hết nếu như không phải hắn dành trước một bước trộm lấy mạng tôi có lẽ tôi căn bản sẽ không bị mệnh cách thất sát chọn chúng tất cả đều do hắn bày ra vạn sự có nhân quả tạ lưu vân trộm mạng là nhân tôi trở thành ma đạo tổ sư càng là quả tôi có thể bị bất cứ người nào giết hại nhưng người giết tôi chắc chắn không thể là tạ lưu vân nếu không cả đời này hắn đừng hòng chứng được đại đạo huống hồ nếu như tạ lưu vân muốn đối phó với tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được với tu vi hiện giờ của hắn cho dù chúng tôi trốn vào trong cổ địa hàn hoang cũng không thoát khỏi sự truy sát của hắn chỉ là ma đạo bây giờ vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu tôi thân làm ma đạo tổ sư tuyệt đối không nên theo hắn rời khỏi đây vào lúc này suy nghĩ tới việc này tôi liền hỏi khương tuyết dương dự định tiếp theo cậu cứ đi theo hắn là được chúng tôi đợi cậu ở hàn hoang khương tuyết dương nói Vận mệnh của Dã Tiên Yêu tộc đang hưng thịnh, hai người muốn xuất quan e rằng không dễ dàng đâu." Tôi vẫn còn có chút lo lắng nói. "Ha ha, cái này cậu cứ yên tâm đi. Đạo môn, âm ty, ti, tiên đạo đều không hề hạ độc thủ với chúng ta, dù có cho liếu như thị 100 lá gan thì ả à cũng chẳng dám đi làm kẻ tranh công đâu." Nghĩ kỹ lại thì đúng vậy, ban đầu chỉ dựa vào mỗi hai người là tôi và Thùy Hỏa, đã có thể đánh một trận ác chiến đẩy lùi 7 vạn đại quân Dã Tiên tại Hàn Hoang. Bây giờ Thùy Hỏa và Khương Tuyết dương dẫn một đám đệ tử ma đạo xuất quan, liễu như thị nhất định không dám ngăn cản. Giờ khắc này uy hiếp lớn nhất của ma đạo không phải giã tiên, mà là tạ Lưu Vân và tiên đạo đang trần trừ thiếu quyết đoán. Thời đại mạt Pháp nữ oa không can thiệp nhân gian, vận mệnh ma đạo có suy bại đến mấy cũng không phải là thứ để giã tiên dẫm đạp dưới chân đâu. Trận chiến hàn hoang, vô số đầu lính giã tiên đã ngã xuống, muốn giấy binh lần nữa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều liền đủ khả năng làm được. Tôi tạm biệt Thùy Hỏa, Hỏi cô ấy có lời nào muốn dặn dò tôi không? Chuyện của anh thì anh hãy tự mình đưa ra quyết định. Em chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, Mộ Dung Nguyên Duệ không phải là người anh có thể trêu chọc được đâu." Thùy Hỏa lạnh lùng nói. "Anh biết rồi, biết rõ thì tốt, đợi tôi cáo biệt mọi người xong, Tạ Lưu Vân đến trước mặt Phật gia, hỏi cô ấy có nguyện ý đồng hành cùng chúng tôi hay không." Phật gia vẫn chưa kịp nói gì, Thùy Hỏa đã thẳng thừng thay cô ấy cự tuyệt, nói "Tạ Lưu Vân, cơ quan tốt nhất đừng nên tính toán tưởng tận hết mới phải." Tạ Lưu Vân ngượng ngùng cười một tiếng, hành lễ với Phật gia, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Chỉ là nhìn thái độ của hắn, càng làm tôi tăng thêm nghi ngờ về Phật gia. Âm thầm suy đoán, Phật gia này rốt cuộc có lai lịch gì, khiến Tạ Lưu Vân xem trọng cô ấy đến thế, còn hành lễ vãn bối đệ tử. Điều mấu chốt không phải là lễ đệ tử của Tạ Lưu Vân, chủ yếu nằm ở việc Phật gia hoàn toàn nhận lễ mà bản thân cô ấy lại không hề có bất kỳ điểm dị thường nào hết. Tạ Lưu Vân hiện giờ là người cầm cờ của Tiên Đạo lễ đệ tử của hắn không phải ai cũng có thể tùy tiện nhận nổi đâu. Hoặc là một vị thần minh, hoặc là một vị thiên tôn. Nếu không nhận một lại của hắn, ngay lập tức sẽ tổn thương đến vận mệnh của chính mình. Hai ngày sau, tôi và Tạ Lưu Vân đến dưới chân núi Côn Lôn. Tạ Lưu Vân tinh thông vạn pháp, sau khi lấy kiếm nhập đạo liền nắm vững được thuật ngự kiếm phi hành. Trong pháp thuật đạo môn thiên lý ngự phong tiêu hao chính là chân khí, mà ngự kiếm phi hành tiêu hao lại là kiếm ý trong huyền quan. Hắn không hề giấu giếm riêng gì với tôi cả, cũng đem thuật ngự kiếm này truyền lại cho tôi. Vì sao lại dạy ta? Ngự kiếm là đạo nhỏ nhoi, cho dù ta không dạy ngươi, tự ngươi sau này cũng có thể lĩnh ngộ. Nếu như tương lai ta và ngươi đến cùng vẫn phải chiến đấu một trận, thì ta chỉ muốn đem nhân quả ta đã nợ ngươi trả lại vài phần, như vậy trong tương lai lúc ra tay với ngươi ta cũng có thể ít đắn đo hơn. Chương 254, một đám vô sỉ hai. Tôi rơi vào trầm mặc, nếu như không phải đạo nghĩa bất đồng Tạ Lưu Vân thật sự đúng là thầy giỏi bạn tốt của tôi. Hiện giờ cho dù chúng tôi thuộc hai phe đối địch nhau, hắn đối đãi với tôi vẫn thẳng thắn như quân tử, có lẽ đây mới là điểm đáng sợ nhất của Tạ Lưu Vân. Côn Lôn quanh năm phủ đầy tuyết trắng, hai người bọn tôi bước từng bước trong làn tuyết leo lên đỉnh núi, không ai nói một lời nào hết. Đợi bước vào nội môn Côn Lôn, có hai đệ tử Côn Lôn xuất hiện tra hỏi, Tạ Lưu Vân báo tên xong, đệ tử tiên đạo cũng không tiếp tục ngăn cản. Sau đó, thẳng tiến đến Côn Lôn cung giao trì. Chúng tôi không hề chịu bất kỳ tra hỏi thăm dò nào. Đến trước cửa cung giao trì, có đệ tử tiên đạo bước lên nói, cung chủ đang đợi các ngươi ở trên vực Vân Hải. Tạ Lưu Vân gật đầu, rồi dẫn tôi đi về hướng vực Vân Hải nơi có ngọc thụ. Đi ngang qua đình Lưu Vân Vô Tâm, Tạ Lưu Vân đột ngột dừng bước, thở dài một tiếng rồi ca thán nói, thế gian nào có hai cách vẹn toàn, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Trên vực Vân Hải, chỉ có một mình cung chủ giao trì đang đứng chờ. Không mặc y phục đạo gia, chỉ khoác lên người một thân bạch y đang đứng thổi ngọc tiêu bên cạnh bà ấy ngọc thụ côn lôn so với lần trước càng phát triển xanh tốt thêm rồi trời nếu có tình trời cũng già đi ngọc cũng tương tự như thế với tu vi của công chủ giao trì tất nhiên có thể cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi bà ấy không quay người lại tiếng sáo trong miệng vẫn chưa ngừng tiêu khúc đang thổi là thi kinh quốc phong lý cho dù đã gặp quân tử vì sao vẫn không hoan hỉ trong âm khúc có tiếng ai oán bi thương không thể diễn tả thành lời khiến tôi nhớ lại cảnh tượng lúc chia tay mộ dung nguyên duệ trong lòng thầm thán tạ lưu vân và cung chủ giao trì trăm năm trước lẽ nào không phải tương ứng cho chính là tôi và mộ dung nguyên duệ trăm năm sau hay sao tạ lưu vân trầm tư không nói đợi tiên âm kết thúc hắn mới bước lên trước hành lễ với cung chủ giao trì nói tạ lưu vân bái kiến cung chủ giao trì thân ảnh cung chủ giao trì run rẩy đôi lát đáp lại người hôm nay huynh tới gặp vẫn chỉ là cung chủ giao trì của tiên đạo thôi sao vâng Tạ Lưu Vân nhàn nhạt nói, ha ha, là ta tự mình đa tình, không nên đến đây đợi huynh. Cung chủ giao chỉ cười nhạo thê lương một tiếng, nói xong quay người lại, đôi con người tuyệt đẹp khóa chặt trên người tạ Lưu Vân. Người và tiên khác biệt, nếu ta không phải tiên tử côn lôn, và huynh không phải tạ Lưu Vân của nhân đạo, liệu huynh có chịu nhớ nhung tới mặt mũi của ta không? Cung chủ giao chỉ hỏi, nếu là như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không quen biết nhau. Huynh nói không sai, chúng ta chắc chắn sẽ không quen biết nhau không biết tạ hành tẩu hôm nay đến côn lôn ta có gì chỉ giáo. Ngữ khí của cung chủ giao trì chuyển sang lạnh lẽo, ta và tạ lan muốn đến đảo bồng lai cứu mộ dung tiên tử ra, có thể sẽ xảy ra xung đột với người của tiên đạo, cố ý đến thông báo một tiếng với cung chủ giao trì. Chỉ vì chuyện của hắn thôi sao? Cung chủ giao trì hỏi, không sai, ngữ khí của tên tạ Lưu Vân này tuy lãnh đạm, nhưng hắn căn bản không giấu được tôi. Nếu mà thật sự không hề nhớ nhung chuyện cũ, thì sẽ không than thở mấy câu không phụ như lai like không phụ khanh rồi rõ ràng là chính mình cũng nhớ mãi không quên cung chủ giao trì lại cứ đem cái cớ đẩy hết lên người tôi không hổ là kẻ vô liêm xỉ trăm năm trước mà tạ lan quả thực mắc nợ duệ nhi về lý nên cứu nó ra khỏi khổ ải ta chỉ muốn hỏi huynh những gì huynh nợ ta phải bồi thường như thế nào đây hả lưu vân đã chết qua một lần rồi sau khi chết vạn sự đều trở về hư không nên đã không còn mắc nợ bất kỳ ai Tạ Lưu Vân lại dùng cái dáng vẻ không thẹn với lòng nói. Tôi thật cạn lời, đến cả điều này cũng bị hắn lấy ra làm cái cớ. Hay cho một tên Tạ Lưu Vân huynh, quả nhiên vẫn là kẻ vô liêm sỉ như lúc ấy. Cung chủ giao chỉ lạnh lùng nói, chẳng qua đạo tâm thông suốt mà thôi. Ha ha, thụ giáo rồi. Nói xong, cung chủ giao chỉ không tiếp tục nhìn hắn nữa, quay sang tôi hỏi, Tạ Lan, Duệ Nhi vì ngươi mới phải chịu sỉ nhục ở đảo Bồng Lai, đợi sau khi cứu được nó ra thì ngươi định đối xử với nó như thế nào đây hả? Ta không biết, tôi nói, ngươi là ma đạo tổ sư còn nó là đệ tử tiên đạo, nếu ta trục xuất Duệ Nhi ra khỏi môn đình tiên đạo, có phải là ngươi sẽ nghĩ thông việc ngươi nên làm là gì rồi chứ? Ta không thể cưới cô ấy, tại sao hả? Ta và Thùy Hỏa đã thành hôn trước rồi, đời này quyết không phụ cô ấy. Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải nhớ nhung đến nó, sống chết của nó thì có liên quan gì đến ngươi chứ? cứ để nó ở lại đảo Bồng Lai làm nô làm tì đi, cả đời mặc cho người khác sỉ nhục là được rồi. Cung chủ giao trì nói, ân của mỹ nhân không có diễm phúc tận hưởng, tình ban kiếm không thể không trả. Cung chủ giao trì phẫn nộ, tức giận chỉ về phía tôi và tạ Lưu Vân mắng mỏ, mấy kẻ họ tạ như các ngươi không có ai là người tốt cả, đều là một đám vô liêm sỉ. chương 255, Ba Bức Thần phù 1 Thời đại mặt Pháp, Côn Lôn Tiên Đạo luôn dùng mỹ nhân kế, một trăm năm trước gặp tạ Lưu Vân làm cung chủ giao trì cả đời tự mình lầm lỡ, một trăm năm sau mộ dung nguyên duệ lại gặp một người như tôi đây. E là từ thời điểm đó, cũng đã đặt dấu chấm hết cho việc côn lôn tuyển rể rồi. Như vậy là tốt nhất, tình cảm là con dao hai lưỡi, một khi bất cẩn sẽ làm khổ người khổ cả mình. Mạnh như tạ Lưu Vân, đã chết một trăm năm cũng không thể thoát khỏi, tôi cũng khó mà tránh được. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng mộ dung nguyên duệ hỏi ép tôi cho cô ấy một danh phận, trong lòng tôi đều cảm thương vô tận mà cung chủ giao trì và mộ dung nguyên duệ cũng chính là tự đưa mình vào con đường đó. Đạo môn tôn trọng thực lực, bồng lai tiên đảo cậy vào thực lực mà ngang tàn, trước nay chưa từng đặt cung chủ giao trì vào mắt, lần này lại cường hành bắt mộ dung nguyên duệ đi, trong lòng cung chủ giao trì cũng là phẫn hận cực độ. Các ngươi có thể đi cứu nguyên duệ, chỉ là bồng lai tiên đảo trung quy vẫn là đạo trường của tiên đạo ta, nếu như đệ tử chịu thương vong, côn lôn tiên đạo ta không thể ngồi xem mà không quản. Trước khi rời đi, cung chủ giao trì căn dặn bọn tôi ẩn ý của bà ấy rất rõ ràng nếu như tạ lưu vân và tôi mở ra sát giới tại bồng lai tiên đảo rất có khả năng sẽ đẩy nhanh việc xuất thế sau khi xuống khỏi núi côn lôn tôi và tạ lưu vân lập tức ngựa kiếm bay về hướng đông hải đạo môn đại hội núi long hồ sắp được tổ chức thời gian của hắn ta không còn nhiều tại sao lại muốn giúp ta trên đường đi tôi hỏi hắn ây trên thực tế ta nợ ngươi quá nhiều nếu không phải tại ta ngươi một đời có thể an tĩnh làm một người bình thường thì tốt hơn nhiều tạ lưu vân thở dài nói thật ra là ta phải cảm ơn ông mới đúng ta không hối hận đã đi trên con đường làm ma đạo tổ sư tôi nói ừ ngươi không hối hận nhưng ta thì hối hận rồi tạ lưu vân lại thở dài một hơi nói ngựa kiếm phi hành trên biển có gió tanh của biển mang đến khí thế vạn trượng theo thần thoại trung quốc lưu truyền thì biển bột hải có ba ngọn núi thần bồng lai doanh châu phương trượng là nơi ở của thần tiên từ xưa chính tần thủy hoàng nơi hán vũ đế thỉnh tiên tìm được trên đó mọi vật đều màu trắng, cung điện được làm bằng vàng và bạc, cây ngọc lớn mọc sum xuê, hoa thạch đều có tu vị, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Truyền thuyết thần thoại vọng ngôn vọng tín, chẳng qua bồng lai tiên đảo này tuy có tồn tại, nhưng cũng chỉ giống như hàn hoang bị xếp vào những vùng cổ địa không tồn tại trong thế tục. Đợi đến khi chúng tôi bước vào phạm vi thế lực của bồng lai tiên đảo, cảnh vật lập tức thay đổi. Phía xa có núi tiên, mây mù lượn lờ, như có như không. Xung quanh núi tiên cảnh vật hão huyền, mập mờ như ảo giác, những đám mây ngũ sắc như đang bốc hơi. Không hổ danh là núi tiên trong truyền thuyết, đáng tiếc nó đã sớm bị tiên đạo chiếm cứ rồi. Trốn tiên cảnh nhân gian như bồng lai này, tiên đạo chiếm cứ rất nhiều, tiếp đó chính là rất nhiều danh lam thắng cảnh của nhân đạo. Ngược lại, mà đạo chỉ có tổ đình đảo Kim Ngao là được tính vào thiên đường ở nhân gian, nhưng đã chìm xuống đáy biển trong trận chiến phong thần, không còn hiện thế nữa. Mà đạo của hôm nay, chỉ còn lại cổ địa hàn hoang lạnh lẽo không có sinh cơ mà thôi. Cách đây 300 dặm chính là tộc địa của Long tộc Đông Hải, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể đến Đông Hải Long cung thăm một chuyến trước. Tiếc là thân phận ma đạo tổ sư của ngươi, Long tộc chưa hẳn sẽ chịu tiếp đãi ngươi đâu. Tạ Lưu Vân nói, trước đây ta từng nghe mộ dung tiên tử nói qua một câu, nói phù tô công tử đã từng mạo phạm Đông Hải Long nữ. Tổ đình của Long tộc đã theo tiên đạo thăng thiên lên thiên giới rồi, lẽ nào thời đại mạt Pháp vẫn còn có Long tộc ở lại nhân gian sao? Tôi hỏi, có đấy, Chẳng qua ở lại nhân gian hiện tại chỉ là hậu rưỡi cuối cùng của long tộc, huyết mạch không thuần, thực lực không thể sánh với ngày trước mà thôi. Trận chiến phong thần năm đó, tiên đạo có thể giành chiến thắng cuối cùng không chỉ liên quan đến việc chọn phe phái của chúng thần, mà còn có dính dáng rất lớn với long tộc. Tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Vị Thiên Đạo, lôi kéo Tây Hải Long Vương vào trận chiến, 10 vạn long tộc theo tiên đạo vây khốn đảo Kim Ngao. Nếu không phải như vậy, mà đạo cũng sẽ không ngã xuống nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lòng tôi cảm khái vô cùng, để hủy diệt ma đạo mà nhân đạo, tiên đạo, âm ti, chúng thần, long tộc, hầu như tất cả những kẻ mạnh đều tham chiến. Tuy thất bại nhưng vẻ vang cũng không có gì lạ khi trong đạo tàng không dám nhắc nhiều đến cuộc chiến phong thần năm đó. Khi cách Bồng Lai Tiên Đảo chỉ còn vài dặm, bọn tôi lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của pháp trận bảo hộ khổng lồ. Nếu đột nhập vào bên trong, sẽ làm kinh động đến những đệ tử tiên đạo trên đảo tôi và tạ lưu vân tìm một tảng đá để dừng chân bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tạ lan toàn cơ thượng sư nhất định sẽ không chịu thả người hai người chúng ta liên thủ cũng không thể chống lại bồng lai tiên đảo muốn cứu được mộ dung nguyên duệ ra chỉ có một cách tạ lưu vân nói là cách gì ta bắt ngươi làm con tin trước tiên lên được đảo rồi sau đó tìm thời cơ hành sự được ta đều nghe theo ngươi tôi vừa mới đáp ứng tạ lưu vân liền trưởng lên ngực tôi mất cảnh giác tôi đúng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi sau đó lại bị hắn ta phong từ toàn bộ kinh mạch, đến cả chân khí cũng không thể vận hành. Tạ Lưu Vân chỉnh đốn tôi xong thì vác tôi lên vai hắn, đạp nước mà đi, mỗi bước dài 10 trượng, là to, nhân đạo Tạ Lưu Vân, bái kiến Bồng Lai đảo chủ Phúc Thọ Chân Nhân. Chủ nhân chân chính của Bồng Lai Tiên Đảo gọi là Phúc Thọ Chân Nhân, toàn cơ thượng sư chỉ là một trong ba vị đạo hữu bọn họ. Chương 256, ba bước thần phù hai. Phúc Thọ Chân Nhân, sở trường là thuật thải âm dưỡng bổ dương không chỉ có ba vị đạo hiếu trên đảo còn có vô số tiên tử xinh đẹp tuyệt trần cam tâm phục vụ họ để có cơ duyên tu hành nữa danh tiếng chẳng ra làm sao nhưng thực lực lại vô cùng mạnh dưới thiên tôn đều là nửa bước thiên tôn nhưng tu vị của phúc thọ chân nhân này lại còn lâu mới có thể sánh được với các vị nửa bước thiên tôn khác mặc dù không mạnh bằng trương thiên sư nhưng cũng là nhân vật đáng được nhắc đến ở thời đại mặt pháp tạ lưu vân người vậy mà lại dám đến bồng lai tiên đảo của ta quả là to gan không đợi tạ lưu vân lên đảo toàn cơ thượng sư đã mang người lên nghinh tiếp tạ lưu vân lúc này cũng đã đến bên ngoài trận pháp của bồng lai tiên đảo dừng chân lớn tiếng nói toàn cơ thượng sư chớ giận dữ ở núi trung nam đã đắc tội thật sự là bất đắc dĩ ta mới xuất thế không lâu không thể không dùng thủ đoạn lôi đình để lập uy nhanh chóng lấy được nhân tâm của người trong đạo môn ha ha cho nên ngươi lấy bồng lai tiên đảo ta ra để lập uy sao ây ra hôm nay lưu vân đặc biệt đến đây để thả tội biết được ý nguyện của toàn cơ thương sư với tạ lan khó mà giải quyết đặc biệt bắt hắn tặng cho bồng lai tiên đảo tạ lưu vân thở dài nói người mà ngươi vác là tạ lan sao toàn cơ thượng sư rõ ràng rất bất ngờ đúng là tên đó giữa tôi và hắn có nhân quả không thể từ tay giết hắn hôm nay vừa hay mượn hoa dân phật dâng tặng toàn cơ thượng sư thỏa được ước nguyện là thật một mảnh thật tâm trời đất có thể chứng giám tốt tin ngươi một lần chuyển cửa sinh để bọn chúng lên đảo Toàn cơ thượng sư nói, theo sau lời bà ta, trận pháp bảo hộ của bồng lai tiên đảo chậm chậm chuyển sang cửa sinh, sau đó tạ lưu vân mang tôi phi thân lên bồng lai tiên đảo. Hắn vừa lên đến, lập tức bị toàn cơ thượng sư và đệ tử bồng lai tiên đảo bao vây. Giao tạ lan cho ta, toàn cơ thượng sư nói, không vội, tôi không từ xa đến đây chỉ để dâng tạ lan làm đại lễ. Phúc thọ chân nhân dù có bận, cũng sẽ luôn ra mặt gặp tôi chứ nhỉ. Tạ lưu vân nói, long hổ hành tàu thất truyền không nghĩ đến Lưu Vân sư đệ nhanh như vậy đã nhập thế lại một lần nữa nắm Giang Sơn đạo môn, như ý muốn của ngươi, toàn cơ, để hắn đến như ý cung của ta. Sâu trong Bồng Lai Tiên Đảo có người truyền lời đến, nghe khẩu khí chắc chắn là Phúc Thọ chân nhân. Phúc Thọ chân nhân nói xong, toàn cơ thượng sư cũng không ngăn cản nữa, sau đó lệnh người đi trước, tạ Lưu Vân vác theo tôi đi theo phía sau. Bồng Lai Tiên Đảo không chỉ có pháp trận khổng lồ bên ngoài, trên đảo cũng là từng bước sát cơ, sát trận cực kỳ nhiều xem ra chiến thuật của tạ lưu vân là chính xác chỉ dựa vào hai người bọn tôi tuyệt đối không đấu lại được như ý cung nguy nga lộng lẫy so với cung giao chỉ của côn lôn tiên đạo cũng không kém cạnh trên quảng trường ở ngoài cung đệ tử bồng lai xếp thành hai hàng chủ yếu là nữ tử dung mạo đều tuyệt đẹp từ xa nhìn vào trong cung bên trong càng là tiên nữ như mây y phục hở hang mắt ai cũng mang theo xuân tình mày họa xuân sắc càng kỳ lạ hơn là tất cả đều có tu vi cao đáng ngạc nhiên trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái tu đạo cần đạo tâm sáng mới được, thật sự không biết thuật thải âm bổ dương này làm sao có thể từng bước đạt được nửa bước thiên tôn. Tạ Lưu Vân đến trước của Như Ý Cung, cao mày dừng bước. Lưu Vân sư đệ, sao lại không bước vào? Phúc thọ chân nhân từ trong nói vọng ra, hôm nay chỉ lo mang tạ lan lên đảo, vậy mà lại quên mang lễ vật cho chân nhân rồi. Không sao cả, như vậy không được, nghe nói có trình tự, huynh là sư huynh của ta, Lưu Vân không thể mất lễ tiết được. Như vậy đi, ta sẽ đem ba bức thần phù trương thiên sư để lại tặng chân nhân làm quà gặp mặt. Lưu Vân Sư đệ quả nhiên hào phóng, phúc thọ chân nhân vui vẻ nói, trước khi trương thiên sư phi thăng tổ đình nhân đạo, ngoại trừ để lại cho núi Long Hổ thanh kiếm tam ngũ chảm tà thư hùng ra, chính là ba bức thần phù, đại động thần tiêu phù, bắc lạc tử thần phù, cửu thiên phong lôi phù. Lúc trước khi côn lôn tuyển rể, cửu thiên phong lôi phù đã từng được tần liên thiên dùng làm con át chủ bài, đáng tiếc là cuối cùng lại không có cơ hội thi triển. Hôm nay Tạ Lưu Vân không những mang đến cửu thiên phong lôi phù đến hai bức đại động thần tiêu phù và bắc lạc tử thần phù có uy lực càng lớn mạnh hơn cũng mang theo bên người ba bức thần phù này đưa mắt nhìn toàn bộ thời đại mặt pháp có thể nói là bùa chú mạnh nhất. Tạ Lưu Vân lấy từ trong ngực ra bức cửu thiên phong lôi phù đầu tiên nói cửu thiên phong lôi phù này có thể che phủ màn trời diễn hóa thành hiện tượng lôi sấm trong phạm vi che phủ của thần phù đều có thần niệm của trương thiên sư cảm ứng nếu có sát niệm với người thi triển bùa, sẽ bị ngũ lôi của thiên sư đánh trúng. Giới thiệu xong cửu thiên phong lôi phù, tạ Lưu Vân lại lấy ra bác lạc tử thần phù, nói, bùa chú bác lạc tử thần này, được trương thiên sư vẽ khi được cảm ứng bởi sự ban phước của mạnh cửu thiên đăng ma tổ sư, sau khi tế xuất lá bùa này, người thi triển nó sẽ nhận được sự bảo hộ của huyền võ thần lực, ngoại tà không xâm nhập, vạn pháp khó mà gây tổn hại. Lưu Vân sư đệ mau mau vào cung rồi nói, thần phù của Trương Thiên sư đệ không cần phải giới thiệu nữa đâu. Phúc thọ chân nhân nóng lòng muốn nghe, sư huynh đừng vội, để Lưu Vân nói xong bức thần phù cuối cùng đã. Bức đại động thần tiêu phù cuối cùng này, có thể thích tụ khí thức tiên thiên ngũ hành thành một mạch, sinh cơ dâng trào cuồn cuộn như đại dương, người xác thân hóa thánh nắm giữ thân phù này sinh cơ được ban phước không bị giới hạn. Giới thiệu ba bức thần phù xong, tạ Lưu Vân đặt tôi từ trên vai xuống, mở cấm chỉ của tôi. Tạ Lan, bây giờ ta đem ba bức thần phù này toàn bộ ban cho ngươi, Ngươi thay ta đem phần hậu lễ này dâng cho Phúc Thọ chân nhân đi. Chương 257, trận huyết chiến ở Bồng Lai 1. Sau khi Tạ Lưu Vân nói với tôi xong, bèn đem cúng tế cả ba lá bùa thần dưới hàng trăm con mắt của mọi người, tất cả đều lấy danh nghĩa của tôi. Sau khi Bùa Cửu Thiên Phong lôi được kích hoạt, bầu trời trên Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên gió dục mây vần, sấm chớp đùng đùng không dứt. Sấm chớp điên cuồng xuất hiện với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, quyện vào cả vùng biển minh mông tạo thành một biển sấm sét bao phủ toàn bộ bồng lai tiên đảo sau khi tế bùa bắc lạc tử thần tôi đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nặng nề sau đó toàn thân tràn ngập ánh sáng như thể đang mang một bộ chiến giáp bằng vàng vậy sau khi tế xong bùa đại động thần tiêu cả người tôi như được gột rửa từng lỗ chân lông đều phấn khích mà mở ra kể cả lúc thân thể được thánh hóa tôi cũng chưa từng hưng phấn như bây giờ toàn thân tràn đầy sức sống tự tin hơn bao giờ hết đến giờ tôi mới hiểu vì sao trương thiên sư để lại ba lá bùa thần này cho long hồ sơn Chính bởi vì chỉ cần ba lá bùa này thôi cũng đủ để nâng cảnh giới của một người lên bằng với cảnh giới của nửa bước Thiên Tôn, ngang ngửa với cả Trương Thiên Sư hồi sinh. Sau khi Trương Đạo Lăng phi thăng, vì lo sợ rằng chính nhất Minh Huy đạo do chính mình sáng lập đạo căn không vững nên mới để lại ba lá bùa thần này. Khi Long Hồ Sơn gặp phải kẻ địch mạnh, nếu ba lá bùa thần này còn không bảo vệ nổi thì hắn cũng không có gì phải tiếc nuối nữa cả. Thâm tâm tôi cảm khái vạn phần, kể từ sau khi Tạ Lưu Vân tính kế cửu Long kéo quan hàng trăm năm trước, sau đó tái hiện lại bút tích kinh thiên và dùng cả ba lá bùa cùng một lúc chỉ để giúp tôi trong trận chiến với bồng lai tiên đảo nếu chuyện này để người của phủ thiên sư biết được không biết sẽ lại khiển trách hắn như thế nào nữa sau khi tế lên ba tấm bùa thần người của bồng lai tiên đảo đều đồng loạt biến sắc lưu vân sư đệ người đây là có ý gì phúc thọ chân nhân lạnh nhạt hỏi không có ý gì cả các người cần tạ lan ta đã đem hắn đến rồi ta dùng ba tấm bùa thần làm quà gặp mặt có vẻ sư huynh cũng rất thích đã vậy, tạ lưu vân ta tặng cho các ngươi hết là được tạ lưu vân bình thản nói được lắm, cái tên lưu vân nhà ngươi tức chết ta rồi toàn cơ các người nhanh chóng giải quyết tên tạ lan đi, tạ lưu vân cứ để cho ta vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng thần thức to lớn ùa ra từ phúc thọ cung, theo sau là một nam tử áo trắng trước mắt đã vụt tới quảng trường. đây chính là chân thân của phúc thọ chân nhân, khuôn mặt giống như thư sinh, anh tuấn bất phàm, nhìn qua cùng lắm chỉ ngoài ba mươi khó trách bao nhiêu tiên tử nguyện hầu hạ phụng dưỡng cho hắn chân nhân sư huynh chắc là hiểu lầm rồi kẻ địch của ngươi chỉ có mỗi tạ lan mà thôi nhân quả giữa ma đạo tổ sư và bồng lai tiên đảo vốn không hề liên quan tới ta cái gì cần ta đã nói hết rồi xin cáo từ vừa nói xong tạ lưu vân liền bay thẳng lên trời chân đạp lên hai thanh thư hùng rồi biến mất tuy rằng nhân quả với bồng lai là ở tôi nhưng nếu không phải tại tạ lưu vân đưa tôi tới đây thì tôi làm sao đến được bồng lai đảo Uống hồ Tạ Lưu Vân còn dùng ba tấm bổ thần để chiêu chọc hắn. Phúc Thọ Trân Nhân tức đến nổ phổi rồi, làm sao có thể để tên kia trốn đi dễ dàng như vậy? Bèn lập tức đuổi theo hắn. Sau khi hai vị tai to mặt lớn rời đi, sát trận của Bồng Lai Tiên Đảo cũng đã thành hình. Một mình nửa bước Thiên Tôn đã đếm không xuể bao nhiêu người, trong đó người có tu vi cao nhất là toàn cơ thượng sư, sau đó là đến hai vị đạo sĩ khác của Phúc Thọ Trân Nhân. Tu vi của các nam đạo sĩ thường không cao lắm bởi vì phúc thọ chân nhân chắc chắn sẽ không truyền lại thuật lấy âm bổ dương cho đàn ông khi sát khí của mọi người với tôi dần lộ rõ biển sấm cũng trở nên càng hỗn loạn hơn chỉ nghe một tiếng xoẹt cực kỳ lớn vang lên một cột tử lôi khổng lồ dáng lên trên đầu của toàn cơ thượng sư đây chính là điểm kỳ diệu của bùa cử thiên phong lôi muốn ngưng tụ biển sấm không nhất thiết phải dùng kiếm để chỉ đâu đánh đó vốn dĩ nó đã có khả năng hủy diệt thiên địa chỉ cần ai có ý định giết tôi ngay lập tức sẽ phải chịu hình phạt xét đánh Nghĩ tới đây tôi không khỏi mừng rỡ, nếu lúc đầu không phải do tần liên thiên ngạo mạn, tế cho hắn bùa cửu thiên phong lôi, thì tôi đến cái mạng còn chẳng còn chứ đừng nói đến đánh thắng hắn. Tuy uy lực của tia sấm rất mạnh, nhưng với tu vi của toàn cơ thượng sư và nửa bước thiên tôn, rất khó có thể làm bà ta bị thương. Chỉ nhìn thấy toàn cơ thượng sư giơ thanh pháp kiếm trên tay lên, miệng lẩm nhẩm hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm tả chi, cửu thiên chân lôi dĩ kiếm dẫn chi. Chỉ một lúc sau, cột sấm đó đã bị nàng thu hết vào trong pháp kiếm nhưng ảo ảnh lôi hải vốn không do nàng tạo ra, cho nên nàng cũng không thể sử dụng được sức mạnh của cột sấm. Ngay sau đó chỉ thấy cơ thể của toàn cơ thượng sư ầm một tiếng, búi tóc bung ra, tóc tai bù xù, đạo bào sộc sạch, nhìn vô cùng nhếch nhác. Bùa cửu thiên phong lôi phong ấn một tia thần thức của trương thiên sư, với cảnh giới của nàng cho dù bắt được cũng là điều không dễ dàng gì. Mọi người càng muốn giết tôi thì tiếng sấm càng chấn động, rền vang không dứt cùng hàng chục cột tử lôi từ trên giáng xuống. Người nào tu vi cao cường thì còn có thể dùng kiếm đỡ, kẻ tu vi thấp thì chỉ có thể vội vàng chạy đi kiếm chỗ trốn. Nhưng muốn tránh được thiên lôi đâu phải chuyện dễ, xung quanh tiếng gào thét không dứt, trong chốc lát không biết đã bao nhiêu người bị thiên lôi đánh trúng. Chấn động khiến bọn họ chạy tán loạn, đi đứng không vững, thậm chí tôi còn nghe được tiếng huyền quan vỡ vụn. Các tiên tử bồng lai nhau nhau chạy vào trong cung như ý để lẩn tránh, một lúc sau, trên quảng trường chỉ còn lại vài chục cao thủ của bồng lai tiên đảo do toàn cơ thượng sư dẫn đầu là còn có thể trụ lại đối đầu với tôi. mươi 258, trận huyết chiến ở bồng lai 2. Chỉ là bây giờ bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào tôi, nói chi đến việc lộ rõ sát ý. Tạ Lan, đợi đến lúc bùa cửu thiên phong lôi hết hiệu lực, thì đó chính là lúc người tận mạng toàn cơ thượng sư nghiến răng nghiến lợi nói. Chắc là do giọng điệu không được thân thiện lắm nên vừa nói dứt lời, lại có một tia xét dáng thẳng vào bà ta. bà ta không nói chắc tôi cũng không biết. khi bùa chú hết hiệu lực, bọn họ sẽ cùng nhau liên thủ tấn công tôi. thực ra ngay từ lúc tia xét đầu tiên giáng xuống, tôi đã bắt đầu thi triển thất sát kiếm. anh hùng không còn đường lui, bốn bề đều bị bao vây. sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại. cái chết của tôi xem như cũng đáng. cho đến kiếm thứ bảy, không hề hối hận mà rút ra. sau khi rút kiếm ra, kiếm khí tỏa ra ánh hào quang rực rỡ tất cả đều hướng về phía toàn cơ thượng sư người của bồng lai tiên đảo không giống như dã tiên có thể khai hóa lĩnh vực kiếm khí để giết địch với cảnh giới hiện giờ của tôi mà nói nếu như không phải nhờ có ba tấm bùa thần bên mình thì một vị nửa bước thiên tôn cũng khiến tôi sức cùng lực kiệt rồi nếu muốn tiêu diệt hết bọn họ e rằng phải dùng hết kiếm ý của cả tòa huyền môn mới có thể thành công vậy nên kiếm thứ nhất tôi không hề tham lam mà chỉ giết mỗi toàn cơ thượng sư ngay khi cảm nhận được sát ý toàn thân của toàn cơ thượng sư liền phát ra kim quang hộ thể nhưng vừa xuất hiện nó liền bị quét sạch sau đó bà ta lại thực hiện pháp quyết miệng lẩm nhẩm quý thủy chi tinh hộ ngã chân hình ngay lập tức bên cạnh bà ta ngưng tụ lại một cơn lốc quý thủy màu xanh sâu thăm thẳm kiếm khí liền bị chúng hút vào kiếm khí không nhập ngũ hành có lẽ là tại cảnh giới của tôi quá thấp nên mới không xuất hiện hiệu quả ngũ hành tương khắc kiếm xuất ra không có tác dụng nhưng tôi không hề thu chiêu mà lại thuận theo chiều kiếm đưa cả người và kiếm cùng hướng vào phía vòng xoáy mà bà ta tạo ra. Bồng lai tiên đảo có rất nhiều cao thủ, nếu kiếm đầu tiên không thể lập uy, đợi đến lúc bùa chú hết hiệu lực, có chết chắc tôi cũng không biết mình chết như thế nào. Ngay khi bị hút vào vòng xoáy quý thủy, tôi liền cảm thấy ngũ quan lục thức của mình đều bị khí thức của tiên thiên quý thủy phong ấn, linh khí trong người như bị ngưng trệ, chính vào lúc này, sức mạnh của bùa bắc lạc tử thần bắt đầu phát huy tác dụng, đẩy tất cả tiên thiên quý thủy muốn xâm nhập vào cơ thể tôi ra ngoài nhờ đánh đổi sinh mạng xông vào vòng xoáy, cuối cùng ánh sáng từ thanh kiếm một lần nữa bừng lên. Phá, chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, toàn cơ thượng sư phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Khi quý thủy tuyển hoa bị phá vỡ, cả người bà ta đồng thời cũng bị kiếm khí của tôi làm văng ra xa. Một kiếm lập uy, sau này xem ra khó ai có thể đánh lại kiếm này. Kiếm khí tung hoành trước cung như ý, trước tiên phải đối phó với mấy vị cao thủ nửa bước thiên tôn. Mũi tên của A Lê cho tôi cảm hứng về tốc độ, cho dù bọn họ muốn tránh cũng không dễ dàng, chỉ cần có chút do dự đều sẽ bị kiếm khí tác động. Huống hồ còn có lôi hải do bùa cửu thiên phong lôi tạo ra bao phủ ở trên. Muốn lên không được mà muốn xuống cũng chẳng xong, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Với cảnh giới và tư cách của mình, bọn họ không thể trốn trong cung như ý như những đệ tử cấp thấp kia, trừ khi không cần mặt mũi, đáng tiếc không phải ai cũng vô liêm sỉ như tên tạ Lưu Vân. Kiếm xuất ra dũng mãnh như hổ, kiếm khí rực rỡ như cầu vồng. Nhờ có sức sống vô hạn mà bùa thần tiêu mang lại, tôi không do dự mà rút thanh kiếm ra, tiêu diệt những kẻ muốn giết tôi. Ngay từ lúc tôi lên đảo, người của bồng lai tiên đảo đã muốn giết tôi. Tuy Phúc Thọ chân Nhân là người háo sắc nhưng chỉ có một đứa độc đinh là Phù Tô Công Tử. Bản thân ông ta không ra tay với tôi bởi vì còn kiêng dè tạ Lưu Vân, nhưng thực chất ông ta hận tôi không thua gì toàn cơ thượng sư. Kể từ khi tôi hủy đi nguyên thần của Phù Tô, cũng là lúc bắt đầu mối huyết hải thâm thù với bồng lai tiên đảo hơn nữa tôi còn là ma đạo tổ sư vốn là thiên địch của tiên đạo mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân môn đạo không phân thiện ác xả thân bảo vệ môn đạo có chết cũng không từ hàng ngàn vạn người tử trận và bị thương trong trận chiến phong thần năm đó lại có bao nhiêu kẻ mang tội ác tài trời có chết cũng chưa hết tội trời đất bất nhân xem vạn vật như cỏ rác quỷ thần tối tăm nên biết tự lượng sức mình giết kiếm của tôi ngày càng nhanh cơ hội sống cũng trôi qua nhanh chóng cùng lúc đó ba tấm bùa thần cũng dần mất đi tác dụng. May mắn thay, những cao thủ của bồng lai tiên đảo trước mặt tôi đây không phải đã tử trận thì cũng là bị thương. Tạ Lan, người chết chắc rồi. Toàn cơ thượng sư từ sau khi bị kiếm khí của tôi thổi bay thì luôn trốn trong sát trận của bồng lai tiên đảo, vừa mới thấy tôi đuối sức liền xuất hiện. Dáng vẻ hiện giờ của bà ta còn nhếch nhác hơn, quần áo rách dưới, che không nổi cảnh xuân trước ngực. Đáng tiếc thay sức chiến đấu của bà ta dường như không bị tổn hại mấy. Trừ bà ta ra, Bồng lai tiên đảo vẫn còn giữ lại hai vị nửa bước thiên tôn để bảo toàn thực lực. Hai người này chính là hai tên đạo nữ khác của Phúc Thọ chân nhân. Một người là Diệu Âm Thượng sư, người kia là Ngọc Tiêu Tiên tử. Ba người vây thành ba góc bao vây tôi ở chính giữa. Mà ngay lúc này ba lá bùa thần đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Sau khi bùa chú mất đi hiệu lực, những đệ tử cấp thấp vốn đang trốn trong cung như ý đồng loạt xông ra. Ngoài bọn chúng, tôi còn thấy một hình bóng quen thuộc hai chân người đó đều bị xiềng xích nặng nề khóa lấy, người bị trói bằng dây quy giáp nhục nhã nhất, y phục màu trắng rách dưới, toàn thân toàn là máu. Mặc dù người ấy đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là tiên tử ở núi Côn Lôn ngày trước mộ dung nguyên duệ